chương 701. Chương thứ 684 đang thánh đạo đại sư. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quyển thứ hai trọng tiên thảo, quyển thứ ba u châu loạn chương thứ 684 đang thánh đạo đại sư làm xuống quyết định sau này, lâm hiên phẫn trư ăn thành thật thực đích đáng lên danh, nọ sĩ. Mỗi yếu thâm cư thiển ra, như thường đã tọa, tự giống như một danh nỗ lực đích khổ tu giả. Thời gian từng ngày đi qua, chuyển mắt đã là ba tháng có thừa tại này trong đó chính mình vị kia tiện nghi sư tôn đi quá mấy lần nhưng mà đều không có hiện thân mà là tránh ở một bên trong tối nhìn xem điểm này tiểu kỹ lưỡng nơi nào giấu qua được lâm hiên đích thần thức hắn chỉ bất quá ra vẻ không biết này cũng không phải cái gì kỳ quái chi sự đối phương đã có tâm tại bồi chính mình khẳng định muốn trước làm một phen tập sát như đã biết người biết ta lâm hiên cũng lại phối hợp lấy diễn kịch này ba tháng qua đích biểu hiện nhượng lôi chấn thiên mãn ý dĩ cực. Thế là Lâm Hiên nhập môn mãn 100 ngày chi kỳ sau này. Vị này lôi đại tu sĩ cuối cùng đi tới ký danh đệ tử đích động phủ, lần này chính là chính đại quan minh đích. Lâm Hiên trong lòng buồn cười, trên mặt ngoài lại giả vờ ra một bộ thành hoàng thành khủng, hết sức lo sợ, đích biểu tình, tại cửa động ngoại nên tiếp tôn. Đối phương hoài nhan duyệt sắc đích miễn lệ mấy câu, sau đó tiến vào động phủ, trước trang mô tác dạng làm bộ làm tịch đích chỉ điểm hắn tu hành phương diện đích chỗ khó lâm hiên không nói chỉ hảo lung tung hỏi mấy cái vấn đề đặng đối phương giảng giải sau này giả bộ ra một bộ hiểu ra vui mừng quá đổi đích biểu tình tự dạng này đi qua một cái thời giờ chi lâu lôi chấn thiên cuối cùng nhìn không được mở miệng đồ nhi nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng ta hỏa vân phong đích tu sĩ trừ bản thân đích công khóa còn tất phải nghiên cứu luyện đan thuật lần trước ngươi luyện chế tam dương đoán phách đang thành công, những vi sư chuyên mục nhìn nhau, chẳng qua loại này lãnh tích đích đang dược, cũng không thể thuyết minh cái gì, vi sư tưởng muốn khảo hiệu một cái ngươi đích luyện đang thuật, chỉ có biết ngươi đích thủy chuẩn thế nào, vi sư sau này mới tốt chỉ điểm đích. Lâm Hiên trong lòng cười lạnh, trên mặt ngoài lại cung kính đích ông quyền nói. Xin phiền sư tôn phí tâm, đồ nhi tuy là tán tu, nhưng sớm mấy năm cơ duyên xảo hợp, từng cùng một vị đang đạo đại sư học tập quá, cho nên ở phương diện này, nhiều ít còn là có một chút tâm đắc. Nga, không biết vị kia đang đạo đại sư là vị nào? Cái này, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia làm khó chi sắc. Không phải đồ nhi không nói, mà là ta hồn hồn cương cương, chính mình cũng không rõ ràng. Ngươi không rõ ràng. Xét đánh phu đích biểu tình rõ ràng có chút hoài nghi. Là đích. Lâm Hiên thần sắc thản nhiên đích gật gật đầu, hắn biên khởi lời nói dối tới chính là liền cả mắt cũng không chấp cái nào. Đó là hơn 20 năm trước đích sự, lúc ấy đệ tử bị cừu nhân đuổi giết, đành chịu dưới dùng thổ động phù, chẳng qua lúc ấy ta đã thân thụ trọng thương, đẳng tỉnh lại sau lại phát hiện chính mình đến một xa là đích hạp cốc, nguyên lai là một cái tinh thiện luyện đang thuộc đích tiền bối đã cứu ta. Đồ nhi lòng còn cảm kích, tự phục thì cái kia tiền bối một ít năm tháng, nhưng hắn từ đầu đến cuối, đều chưa từng nói cho ta tục danh, mà vị tiền bối kia đích luyện đang thuật cao minh dĩ cực đồ nhi nhĩ nhu mục nhiễm quen tai quen mắt cũng lại học chút nói như vậy đảo cũng khó trách ân vì kia luyện đang đại sư đích tướng mạo thế nào ngươi lại nói nói lôi chấn thiên vuốt vuốt chòm râu trên mặt đích biểu tình đảo như hướng tin tưởng bảy tám thành đích bộ dáng đối phương hỏi được như thế tử tế nhượng lâm hiên một trận không nói nhưng trên mặt ngoài như cũ được giả bộ ra một bộ tất cung tất kính đích bộ dáng. Là, vị tiền bối kia vóc người cao lớn, đầu trọc chân trần. Tư thích thân mặt hắc y, hai con mắt nhỏ như hạt đậu, ưng câu đại mũi, Lâm Hiên nói được thập phần tử tế, đương nhiên, toàn là nói bừa, tự đợi đối phương minh tư khổ tưởng đi. Muốn làm chính mình đích tiện nghi sư tôn, Lâm Hiên cũng nhịn không được chơi cái nho nhỏ đích ác tác kịch. Cái gì, là đang thánh đạo đại sư, thật là này bức tướng mạo, ngươi khẳng định lời bị đánh gãy, lấy lâm hiên đích thành phủ, cũng nhìn không được há mồm liếu lưỡi, sẽ không như vậy xảo ba, những này miêu thuật chính là chính mình nói bừa đích, còn thật là sẽ có như vậy một vị luyện đang tu sĩ. Hảo tại hắn này phó biểu tình chợt lóe mà qua, lôi chấn thiên thật cũng không có chú ý cái gì, ngược lại đầy mặt đích cấp thiết chi sắc. Ngươi vọng mới miêu thuật đích tướng mạo. Thật đích không sai. Là đích. Lâm Hiên gật gật đầu, lời đã ra miệng, hắn đương nhiên cũng chỉ có chết căng, không nghĩ đến a, à, không nghĩ đến, ngươi cư nhiên cùng Đào Đại sư học quá luyện đan thuật, đây chính là thiên đại đích phúc duyên, Khả tủng hắn không có thu ngươi làm đồ đệ, nếu không ngươi cũng không cần bái nhập ta phái. Lôi Chấn Thiên đích biểu tình lại có một tia hâm mộ, sư tôn, ngươi nói đích vị này Đào Đại sư đến cùng là thần thánh phương nào, ta tuy nhiên phục thị hắn vài năm mà đối với hắn lão nhân gia đích hết thảy, lại là hoàn toàn không biết. Lâm Hiên cũng có chút hiếu kỳ, tuy nói không xảo không thành thư, nhưng chính mình soạn bậy loạn tạo chi nhân cư nhiên thật đích đại danh đỉnh đỉnh, này cũng quá ly kỳ. Ân, ừ, đào đại sư tính cách cổ quái, lấy người đích tu vị, chưa nghe nói qua hắn đích đại danh, đảo cũng là bình thường đích. Lôi chấn thiên không chút hoài nghi, ngược lại tế tế đích như hướng Lâm Hiên giải thích vị này đào đại sư chính là đan đạo phương diện đích kỳ tài, có được đan thánh đích mỹ dự. Tại luyện đan thuộc phương diện, cả thể biển mây tu tiên giới không người đạt tới, biển mây chính đại thế lực, không, ai, không muốn đem hắn tôn sùng là thượng khách, nhưng mà vị này đại sư ưa thích độc lai độc vãng, không thụ cái gì môn phái đích ước thúc. Đối với sở hữu đích thỉnh mời, toàn bộ nhất nhất tạ tuyệt. Nga, người trong giang hồ, thân bất do kỹ, hắn dạng này xuất tính mạc là vì, sảng khoái đi sảng khoái, không sợ đắc tội rất nhiều đích thế lực. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia hồ nghi. A à a, à, đồ nhi, người đích tu vị quá thiển. Nhìn không ra đào đại sư đích cảnh giới. Lôi chấn thiên thang một hơi khẩu. Nhưng chỗ đang điều, chính là phương anh hậu kỳ đích đại tu mười. Tuy là cô gia quả nhân. Điền Nhật phong chúng ta chính đại thế lực, ai lại sẽ ngây ngốc đích bình bạch thù này đại địch nguyên anh hậu kỳ đích, đại tu sĩ. Lâm Hiên lần này, là thật đích vẻ mặt biến đổi, theo hắn biết, trừ Linh Dược Sơn năm đó đích sáng phái tổ sư, thiên trần chân nhân, còn thật là không nghe nói vị ấy đang đạo đích đại tông sư, có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Rốt cuộc không quản là đề thăng cảnh giới còn là tinh nhiên luyện đang chi pháp, đều cần phải tiêu tốn rất nhiều đích tinh lực, kia chính là muốn có kinh thiên vĩ địa đích tư chất mới có thể biết được Lâm Hiên đã từng qua được đào đại sư chỉ điểm, lôi chấn thiên đối với hắn đích lòng tin chỉ như tăng vọt lên. Mà kế tiếp đến đích vấn đề, Lâm Hiên cũng quả nhiên không có khiến hắn thất vọng, rốt cuộc từ lý luận đi lên nói, Lâm Hiên đối với luyện đang thuật đích hiểu rõ, còn thật là tông sư cấp. Mấy cái thời giờ sau này, lôi chấn thiên vừa lòng thỏa ý đích cáo từ. Mà kế tiếp đến đích mấy ngày, hắn cơ hồ là cách ba sai năm đích tựu sẽ tới Lâm Hiên đích động phủ một lần, chỉ điểm tu hành, đương nhiên chủ yếu nhất đích mục tiêu còn là khảo hiệu Lâm Hiên đích luyện đan thuật, đã không chỉ có cực hạn ở lý luận, có đôi lúc cũng sẽ mang đến tài liệu nhượng Lâm Hiên luyện chế. Do thiển nhập thâm, do lúc đầu đích tẩy tủy đang bắt đầu, đương nhiên, Lâm Hiên luyện đan đích lúc, Tịnh sẽ không nhượng vị này sư tôn ở một bên quan sát, cái này yêu cầu Lôi Chấn Thiên cảm thấy cũng là hợp tình hợp lý đích, rốt cuộc luyện đan một đạo, tối kỵ quấy nhiễu cho dù là đứng ở bên cạnh bất động cũng rất có khả năng tạo thành thất bại đích kết quả. Mà mật thất luyện đan, có làm sắc tinh hải làm hậu thuẫn. Lâm Hiên tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngây ngốc đích thẳng đến thành công, dạng này không phải dẫn lên đối phương đích hoài nghi không thể, ngẫu nhiên, Lâm Hiên cũng sẽ cố ý thất bại một cái, theo sau tái thỉnh lôi chấn thiên chỉ điểm, cải tiến sau lại tiếp lấy luyện. Nói tóm lại, lâm hiên không có biểu hiện được kinh thế hải tục nhưng hắn sợ triển hiện đi ra đích luyện đang thiên phú đã nhượng lôi chấn thiên thập phần hớn hở người này quả nhiên là khả tạo chi tài nay sở hữu đích hết thảy hắn toàn bộ mật báo cấp cổ tính lão quái vật được đến đối phương đích cho phép sau này hắn bắt đầu đại lực tài bồi khởi lâm hiên trừ luyện đang thuật đích chỉ điểm cũng chân chính quan tâm khởi hắn tu hành đích tiến độ tới rốt cuộc bọn họ muốn làm đích kia kiện sự tình cần phải mấy cái luyện đan sư chung sức hợp tác, như quả lâm hiên tu vị quá thấp, phối hợp đích lúc pháp lực bất kể, là rất có khả năng đưa đến trước công vức hết. Tính tính thời gian, còn sót lại hơn 20 năm, nghĩ biện pháp nhượng hắn ngưng đang không hiện thực, chẳng qua tá trợ dược thạch chi lực đề thăng đến trúc cơ hậu kỳ hẳn nên không có bao nhiêu đích vấn đề. Đối với sư tôn vì sao như thế quan tâm, Lâm Hiên tự nhiên là lòng giả biết rõ, đương nhiên trên mặt ngoài không thể không giả bộ ra một bức cảm kích thế linh, nhưng mà cách ba sai năm đích nhượng hắn phục thực trúc cơ đan thực tại có chút khóc cười không đích hảo tại loại này đang dược ăn đối với thân thể cũng không có cái gì chỗ hại ai tự xem như là đường hoàng tốt rồi mà tùy theo thời gian đích trôi qua hỏa vân phong đích đại bộ phận tu sĩ cũng biết lâm hiên đích đại danh không khác đừng nói là ký danh đệ tử tự tính là mấy cái thân truyền đệ tử cũng không thấy lôi sư thúc đối với nó hắn tốt như vậy a à ngẫu nhiên còn có lời đồn truyền ra, nói hắn là vị này trưởng lão tại thế tục giới đích hậu nhân, Lâm Hiên nghe, dở khóc dở cười, tự nhiên sẽ không nhàm chán đích giải thích cái gì, toàn như gió thoảng bên tai. Chẳng qua cũng mới có lợi, bởi vì làm hồng, Lâm Hiên tại hỏa vân phong làm chuyện gì đều thuận lợi nhẹ nhàng, liền là mấy cái có được thực quyền đích chấp sự, thấy bọn họ cũng là một bộ bợ đỡ đích biểu tình. Mà Lâm Hiên lần này cũng thật nại được nổi tịch yến bất tri bất giác hắn đi tới hỏa vân phong đã 10 năm. Tu vị cũng do trúc cơ sơ kỳ, đề thăng, đến trung kỳ, dạng này đích tiến độ nhượng lôi chấn thiên phi thường mãn ý. Mà hôm nay là ý kiến sư tổ đích ngày. Gọi là sư tổ, tự nhiên là hỏa vân phong kỳ duy nhất đích nguyên anh kỳ lão quái. Nghe nói hắn vừa vặn kết thúc bế quan. Sẽ đối với tiểu bối trung kiệt xuất nhất đích và danh đệ tử tiến hành đề điểm. Hai nam hai nữ, mà này trong đó tựu có Lâm Hiên đích danh tự. Lâm Hiên cảm giác thập phần đích không thú, đương nhiên tựu hắn hiện tại đích thân phận mà nói, tự nhiên không dám thoái thác dạng này đích thu vinh, thế là chỉ hảo hóa thành một đạo thanh hồng, đi tới đỉnh núi. Ánh vào mí mắt đích như cũ là kia phiến quỳnh lâu ngọc vũ, cực kỳ mỹ lệ. Này 10 năm tới, Lâm Hiên vị này thụ sâu lôi trưởng lão xem trọng đích, đệ tử đến cũng đi quá mấy lần, cho nên tự nhiên sẽ không cảm giác cái gì xa lạ trên đường đùng đến đích tu sĩ cũng không nhiều, nhưng một cái hai cái trong hướng hắn đích ánh mắt đều đầy là hâm mộ. Lâm Hiên xem như không thấy, trực tiếp bay hướng là hoa lệ nhất đích một tòa kiến trúc. Liên cả mặt trước đích bình đài đều là do ngọc điêu khắc thành đích. Nghe nói này chính là sư tổ cổ lão quái đích tu luyện chi sở. Quan hoa thu liễm, Lâm Hiên chậm rãi đích rơi tại mặt trên. Cư nhiên có người so với hắn tới được còn sớm một điểm đó là một tuổi trẻ đích quai tử, xem dung mạo tự như hướng chỉ có 17 tám tuổi niên kỷ, nói không nổi bao nhiêu mỹ lệ, nhưng cũng thanh tú thảo hỷ. Lâm Hiên thần thức quét qua, trúc cơ sơ kỳ. Mà lại như hướng võng võng thành công đích bộ dáng, cảnh giới đều nói không hơn bao nhiêu ổn cố. Loại này tu vị đều bị chiêu đến nơi này tới, chẳng lẽ này nữ tự là Lâm Hiên trên mặt chấp qua một lũ kinh nhạ chi sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 702 Chương 702 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đệ nhị quyển đạo tiên thảo Đệ tam quyển U Châu Loạn thứ 685 Hồng Y Nữ Tu Các Hạ nhưng là Lâm Hiên Lâm Sư Huynh sao? Nàng kia quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nhưng lại cướp đã mở miệng, thần sắc trong đó, dĩ nhiên mơ hồ mang theo một điểm kích động. Không sai, sư muội nhưng là họ lôi. a à a à, sư huynh hảo nhãn lực, thoáng cái tựu lại đoán được tiểu muội lai lịch, thiếu nữ sửa lại một chút sợi tóc, đột nhiên đại lễ quỳ xuống lạy. Không thể, sư muội đây là ý gì? Lâm Hiên ngẩn ngơ, vội vàng ống tay áo phất một cái, một cổ vô hình lực nâng thiếu nữ thân thể mềm mại, không muốn chịu nàng đại lễ. Sư huynh, chớ dùng chối từ, tiểu muội có thể có hôm nay tu vi, toàn bộ bái sư huynh ban tặng. Lời này từ đâu dựng lên? Lâm Hiên trong lòng một minh bạch rồi ngọn nguồn, nhưng là cố ý giả bộ ngốc giả bộ si. Sư huynh như thế nào quên, năm đó nếu không có ngươi luyện chế Tam Dương Đoán Phách đang thành công, tiểu muội ở đâu có cơ hội đi lên con đường tu tiên, sư huynh hướng âm nhi đại ân đại đức, do nếu tái sinh phụ mẫu. Thiếu nữ đầy mặt cảm kích nói: nữ tử này thân phận đã miêu tả sinh động. Lôi âm nhi đúng là vị kia có được thánh linh căng nhưng lại trời sinh ít đi một phách thiếu nữ. Song dựa vào thượng cổ kỳ dược đền bù khuyết điểm sau này, nàng rốt cục bước trên rồi tiên đồ, mà tu hành tốc độ cực nhanh kẻ khác trố mắt đứng nhìn. Ngắn ngủn 10 năm quan âm đã trúc cơ thành công. Loại này tốc độ chính là tại thánh linh căng thiên tài bên trong cũng tuyệt đối có thể vị cư tiền nhóm. Cùng lúc là chính cô ta cố gắng, về phương diện khác cũng là có danh sư chỉ điểm. Dù sao coi như là tư chất lần nữa ưu dị nguyên anh kỳ ta tu sĩ cũng không nhận lấy linh động kỳ độ đệ. Mặc dù Cổ Trường Phong cũng chính là ngẫu nhiên chỉ điểm vài câu, đang hướng nữ tử này mà nói, phúc duyên vậy, đã lệnh làm tu sĩ đỏ mắt không thôi. Tu hành đoạn đường thuận lợi, nữ tử này đối với trợ giúp qua nàng Lâm Hiên, trong lòng vẫn ám tồn cảm kích. Chỉ bất quá bế quan không có thời gian bái lại tạ ơn mà thôi giờ phút này, nhìn thấy Lâm Hiên Tựu lại khó trách nàng như thế khách khí. a à a à, sư muội không cần đa lễ, lúc đầu luyện chế tam dương đoán phách đan, chính là ứng với sư tôn chi mệnh, nếu không ta thì sao có thể trở thành liệt dương môn đệ tử. Lâm Hiên khóe miệng lộ ra mỉm cười, vân đạm phong khinh, chút nào không có cư công ý tứ. Mặc kệ như thế nào, sư huynh hướng âm nhi luôn có đại ân, tiểu mùi lại khắc trong tâm khảm. Thiếu nữ chân thành nói, không hề giả bộ vẻ. Lâm Hiên trong lòng vừa động, từ bước vào tiên đạo tới nay, vì ở này tàn khốc thế giới sinh tồn xuống, Lâm Hiên sớm đã thành thói quen câu tâm đấu sừng, hư cùng quỷ xa, chứng kiến người tu tiên phần lớn là khẩu mật phúc kiếm nhân vật. Rất ít có vị này lôi cô nương như vậy chân thành, ngực không có thành phủ. Bất quá cái này cũng khó trách, nàng chưa bao giờ xuất ngoại lịch lãm, ở này hỏa vân phong trên, có một nguyên anh kỳ sư phụ, lại có một kết đan kỳ tiên tổ hai người cái lão quái vật cái lồng, đồng môn nịnh hót hoàng lại không kịp nào dám trêu chọc, địa vị tự như thế tục công chúa. Ngẫm lại chính mình lúc đầu tu hành lúc, nhận hết xem thường, như lý miếng băng mỏng, lâm hiên âm thầm thở dài, cái này thật sự là mọi người có mọi người mạng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nhiều lôi âm nhi nói chuyện với nhau hay là có chút khoái trá. Hai người trao đổi xem một chút tu luyện tâm đắc, cũng hàng huyên chút khác thú sự tình. Sư huynh, nghe nói ngươi trước kia là tán tu, nhất định kiến thức rộng rãi, đi qua rất nhiều địa phương. Lôi âm nhi nói tới đây, trong mắt toát ra một tia hâm mộ, nữ hài tử luôn ham chơi, khác trúc cơ kỳ người tu tiên, bao nhiêu đều đã có một chút tạp vụ, nhưng là nàng bởi vì tư chất rất hảo, ngược lại vẫn bị ghiềm cương lệnh làm tại động phủ tu hành, 10 năm rồi. Chưa bao giờ dưới qua hỏa vân phong từng bước bình thường nghe sư huynh các sư tỷ lên tiếng bên ngoài lịch lãm tao ngộ các loại kỳ sự, trong lòng hướng tới có thể nghĩ. Thật sự là chưa thế sự nha đầu, Lâm Hiên âm thầm lắc đầu vẫn xuôi gió xuôi nước đợi tại hỏa vân phong, nàng kia biết tu tiên giới là cỡ nào tàn khốc, đương nhiên Lâm Hiên cũng không có hứng thú nhiều nàng thuyết giáo cái gì, chỉ là nhặt chút không quan hệ sự tình khẩn yếu cùng tiểu nha đầu tán dốc. Lâm Hiên khẩu tài không cần phải nói, ứng phó loại này chưa thế sự tiểu nha đầu tự nhiên là tài giỏi có thừa, lôi âm nhi bị đùa được cười tươi như hoa nguyên bổn nàng hướng vị sư huynh này tâm tồn cảm kích, hôm nay vừa nhiều rồi thân cận ý. Bất tri bất giác, khựng lại cơm thời gian trôi qua. Đột nhiên Lâm Hiên mày khẽ nhíu, ngẩng đầu nhìn phía thiên không, lưỡng đạo kinh người kinh hồng ánh đập vào mắt liêm. Một đạo tử sắc, một đạo nhưng là đỏ tươi. Từ kia tán vọng lại linh khí ba động, dĩ nhiên là trúc cơ đỉnh phong người tu tiên không cần phải nói, khẳng định là mặt khác hai vị bị triệu kiến kiệt xuất đệ tử nguyên bổn lấy lâm hiên tu vi, căn bản không cần để ý loại này tiểu tu sĩ, mà khi thần thức đảo qua kia nói đỏ tư động quan lúc, lâm hiên nhưng lại không thể ức chế toát ra vẻ kinh ngạc. Như thế nào có thể? Lâm hiên trong lòng điềm báo nổi lên bất quá hắn rốt cuộc là lão gian cự hoạt người. Rất nhanh đã đem cái này chấn kinh tâm tình mạnh mẽ trấn áp đi xuống sông biểu tình biến hóa mặc dù nhanh, cái này trong nháy mắt khác thường, cũng đã rơi ở bên cạnh thiếu nữ trong mắt, Lâm Sư Huynh ngươi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hồng sư tỷ đi, cũng nên khó trách, nàng đích thật là mỹ kẻ khác chấn kinh. Lôi âm nhi sâu kín thở dài, lại mơ hồ có vài phần ăn vị ý. Đáng tiếc lâm hiên nào có tâm tình chú ý cái đó kia lưỡng đạo động quan thật nhanh, khoảnh khắc trong đó đã tại ngọc thạch ngôi cao hàng rơi xuống. Quan hoa thu liễm, hiện ra một nam một nữ, hai gã tu sĩ. Nam tử hơi lớn hơn một chút, ước có 27 tám bộ dáng, áo bào trắng cao quang, một bộ thế gia công tử trang phục dung mạo thanh tú nho nhã đẹp trai không thể tăng thêm nguyên bổn nàng một mình xuất hiện cũng rất hấp dẫn ánh mắt song cùng bên cạnh nữ tử một bị đốn khi có vẻ ảm nhiên không ánh sáng cô gái kia thân mặc đồ đỏ y đúng là tốt đẹp song mười năm kỷ châu ngọc vi môi thủy làm da thịt đúng là một vị nhân gian tuyệt sắc song lâm hiên nhìn nhưng là vô cùng nhìn quen mắt như thế nào cũng thật không ngờ sẽ ở nơi đây ngộ thấy nàng rồi di nữ tử này hạ xuống độn quan sau này ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua đồng dạng thất kinh lui ra phía sau từng bước mặt mày đã biến sắc hồng sư muội làm sao vậy khi cùng đi nam tử chính ông quyền muốn hướng hai vị tới trước đồng môn chào nữ tử phản ứng không khỏi làm cho hắn ngạc nhiên lôi âm nhi ngẩn ngơ trên mặt cũng tràn đầy hồ nghi xem một chút lâm hiên lại nhìn xem kia hồng họ nữ tử nếu nói Lâm Hiên biểu tình quái dị hoàng lại tình có thể nguyên, vị này hồng sư tỷ nhưng là trăm năm khó gặp đại mỹ nữ, đừng nói trúc cơ kỳ nam tu rồi, đó là kết đan kỳ trưởng lão trong, cũng có lần đầu tiên thấy nàng mặt thất thố. Nhưng phản lại, hồng sư tỷ mới vừa rồi chấn kinh tựu lại phi thường kẻ khác khó hiểu, chẳng lẽ hai người bọn họ trước kia biết, hoặc là nói có sư mùi ân oán dính dáng lôi âm nhi mặc dù ngực không có thành phủ, nhưng là băng tuyết thông minh trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều mà kia đẹp trai nam tu, tại thường người ra trôi qua, biểu tình rõ ràng âm trầm xuống rồi, bất quá hướng hồng y nữ tử nói như trước là ăn nói khép nét, sư muội người trước kia biết vị sư đệ này sao? Không nhận ra, ta trước kia cùng hắn chưa bao giờ gặp qua, hồng y nữ tử biểu tình bình tĩnh trở lại, mười phần lạnh nhạt mở miệng, kia tại sao bạch y nam tử nhưng lại như trước là đầy mặt hồ nghi vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 703 Chương 703 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thứ 686 chương cận thấy một lâu, như thế nào, sư huynh không tin hồng lăng chi ngữ, ta từng đã làm cái gì, còn cần hướng ngươi giải thích. Thiếu nữ đôi mi thanh tú khẽ nhíu, trên mặt biểu tình rõ ràng phi thường không hài lòng. À à, Sư mùi hiểu lầm rồi, vi huynh nào có ý này, chỉ bất quá có chút quan tâm tò mò. Bạch y nam tử thu xếp lộ ra bồi cười biểu tình, từ hồ sợ ít nữ sinh khí. song đối phương nhưng lại xa cách, biểu tình lạnh nhạt dĩ cực. Mà cái này hết thảy, lâm hiên thờ ơ lạnh nhạt, biểu tình trùng hòa bình lãnh đạm, chỉ bất quá nội tâm nhưng lại sớm đã có như kinh đào hải lãng một bàn. Thật sự là oan gia ngõ hẹp lúc đầu chính mình bị nữ tử này truy chật vật không chịu nổi, không mà vào lúc này nơi đây gặp. Hồng Lăng Tiên Tử Vị kia Ngọc Huyền Tông Cổ Tu, lúc đầu tại băng hỏa đảo, lâm hiên nhưng là cùng nàng đánh lớn một trận. Nữ tử này Tu Vi đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ rồi, nàng giả trư ăn cọp, chạy đến liệt dương môn làm cái gì? Lâm Hiên trong lòng nghi vấn đám người tuôn ra, bất quá nhưng lại cũng không có bao nhiêu bối rối vẻ. Thứ nhất, chính mình tu vi mạnh mẽ hơn nhiều, mà anh hóa thành sau này, thần thông đã không kém hơn bình thường nguyên anh sơ kỳ người tu tiên, hơn nữa thi ma tương trợ, như vậy như trước không địch lại nữ tử này, nhưng thông dòng rút đi nhưng lại không có vấn đề. Này thứ nhất. Thứ hai, Hồng Lăng nếu cũng ẩn giấu tu vi, lẻn vào liệt dương môn trung, không cần phải nói cũng là có trọng đại mưu đồ, như vậy nàng cùng chính mình có cừu oán, khẳng định cũng không tự loạn trận cước, làm cho hồi ức cố gắng phó chưa nước chảy rồi điểm ấy ẩn nhẫn công phu lâm hiên tin tưởng một vị sống trăm vạn năm lão quái vật khẳng định là có dù sao thuộc nhẹ thuộc trọng chỉ cần không phải đứa ngốc khẳng định cũng phân rõ ràng đến bây giờ hắn nhất thời các dưới lo lắng tiến lên từng bước cùng đối phương hư cùng quỷ xà tại hạ lâm hiên gặp qua hai vị sư huynh sư tỷ không dám thỉnh giáo tôn tính đại danh nguyên lai là lâm sư đệ tiểu nữ tử hồng lăng nói đến cũng thật khéo léo ngươi cùng ta một vị cố nhân, lớn lên có tám chín phần giống nhau. À, kia thật đúng là khéo léo, không biết sư tỷ vị này cố nhân, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lâm Hiên đầy mặt tươi cười, như là lơ đảng hỏi. Cũng không có gì, lúc đầu Hồng Lăng chưa bước vào tiên đạo lúc, hắn là ta thế tục một vị hàng xóm, chỉ bất quá là người di động hoa nhờ vả da, trộm rồi người khác gì đó, sau lại bị mất chủ loạn đao chém chết. Hồng Lăng sửa lại một chút sợi tóc, theo lời nói càng lại ý có điều chỉ à kia thật đúng là bất hạnh bất quá cái này thế gian nhiều tướng mạo tương tự người mà tại hạ không có thể như vậy sư tỷ vị kia hàng xóm là người cũng luôn luôn trung hậu thành thật lâm hiên trừng mắt nhìn thần sắc không thể biến kia nhưng thật ra ta vừa nhìn tự lại cảm giác được sư đệ phi thường thành thật hồng lăng mị rồi hí mắt song cái này di chuyển làm như trước có vẻ dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn hai người đánh võ mồm vùng trộm đã giao phong rồi một phen bất quá bọn họ tuy nói bí ẩn nhưng lôi âm nhi cùng kia nam tử cũng không phải ngu ngốc người mù cũng xem ra hai người biết hơn nữa bởi vì nào đó nguyên nhân phi thường địch thị nam tử không ưu phản hỷ nguyên bổn hắn còn sợ lâm hiên cùng hồng lăng trong đó có cái gì gút mắt nguyên lai like hai người cũng không hòa thuận kia tự nhiên là cho dù tốt cũng không có rồi dù sao hắn đối với vị này xinh đẹp sư muội nhưng là nhất định phải được không hy vọng xuất hiện cái gì khó giải quyết người cạnh tranh. Mặc dù bình tâm mà nói, hắn cũng không có đem Lâm Hiên để vào mắt, nhưng nhiều một người tranh đoạt, cũng là có chút phiền phức này nam tử thân phận cũng không phải chuyện đùa, nguyên bổn sư từ nhiều liệt dương môn mặt khác một vị nguyên anh kỳ lão quái vật, cũng không phải hỏa vân phong đệ tử, chỉ bất quá có một lần tới nơi này làm việc, ngẫu nhiên cùng Hồng Lăng gặp nhau, nhất thời kinh vi thiên nhân, từ nay về sau hồn giác mộng oanh, mặt dày mang đến hỏa vân phong tới gần thủy lâu bàn trước được nguyệt, đây là thiên cổ không thay đổi chân lý. Cứ việc hồng lăng hướng hắn lạnh nhạt dĩ cực, nhưng cái này gọi là sở tuyên nhân tên ngoài mặt nhưng lại dậy có thể. Mặc dù không phải thánh linh căn tư chất, nhưng là chỉ tốn 70 năm, tự lại đi vào trúc cơ hậu kỳ, như vậy tốc độ phóng ra mắt vân hải chính thế lực lớn, cũng tìm không ra mấy người cái. Không thể không nói, sở tuyên nhân quả thật có huyền diệu tư bản, chỉ tiếc bị trương mở lừa gạt rồi hai trọng mắt con cốc muốn ăn thiên nha thịt, đường đường hồng lăng tiên tử, như thế nào có thể coi trọng hắn cái này con kiến hôi hạt bụi. Nếu không hồng lăng viện đồ người đại, không hy vọng đã thảo kinh xà, sớm đã đem cái này chán ghét con ruồi quốc hồn luyện phách, cư nhiên dám đến dây dư chính mình, quả thực trăm chết mạc thục Xong lại ở chỗ này bính kiến lâm hiên nhưng lại làm cho nàng quả thực có chút ngoài ý muốn rồi. Cái này thiếu niên thực lực không tha xem nhẹ, hơn nữa là người cũng mở hoạt đến cực điểm. Lần này gặp mặt càng cấp nàng một loại cảm giác cổ quái, mặc dù không cách nào biết rõ ràng hắn cụ thể cảnh giới, nhưng đối mặt chính mình, hoàng lại như thế bình tĩnh, cái này thân mình cũng rất đáng giá hoài nghi. Đương nhiên bây giờ không có thể như vậy trở mặt lúc, hai người rất có ăn ý lựa chọn hư cùng quỷ xà. Lôi Âm Nhi cùng Sở Tuyên Nhân hai mặt nhìn nhau, cảm giác quái dị vô cùng, rồi lại hoàn toàn xuyên vào không hơn khẩu đi. Cứ như vậy, trôi qua tiểu nửa canh giờ, Lâm Hiên đang cùng Hồng Lăng câu tâm đấu sừng, đột nhiên cửa điện chi nha một tiếng mở ra rồi, quan hoa chợt lóe, một gã đạo đồng từ bên trong đi ra, tay cầm phất trần, mặc dù gần là linh động kỳ, nhưng nhưng lại có vài phần tiên phong đạo cốt. Bốn vị sư thúc đã tới, mời theo đệ tử đi vào, cận thấy sư tổ. Hành, ngươi phía trước vừa dẫn đường. Lôi âm nhi mỉm cười nói. Lâm Hiên cùng Hồng Lăng liếc nhau, cũng đem miệng nhắm lại rồi. Vì vậy tại đạo đồng xuất lĩnh, bốn nhân ngư quán đi vào đại điện. Bên trong dĩ nhiên có khác động thiên, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một mặt tích không nhỏ hoa viên, chừng ngàn trượng phương viên, trừ ra các loại kỳ hoa dị thảo, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít linh thú. Trời ạ, à, kia là cái gì? Sáu nhị báo. Lôi Âm Nhi đột nhiên dừng bước, lấy tay che miệng, trên mặt tràn đầy giật mình chi sắc, ngay tại cự cách bọn họ hơn 10 bước xa địa phương có một uy vũ hùng tráng báo tử, song cùng bình thường bất đồng nó sinh có sáu con cái lỗ tai, đây chính là có thể cùng kết đang sơ kỳ tu sĩ chống lại tam giai yêu thú rồi. Sư thúc không cần kinh nghi, đây là sư tổ viện tuần dưỡng sủng vật, phi thường ôn thuần, sẽ không đã thương người. Kia đạo đồng quay đầu lại, mỉm cười mở miệng. Mặc dù danh ngôn trên, lôi âm nhi là từ sư quái viện thu đệ tử, nhưng sư tôn động phủ, nàng hoàng lại chưa bao giờ đến. Giờ phút này nhìn thấy cái này cổ tịch trên ghi lại gì thú, tự nhiên kinh ngạc phi thường. Lâm Hiên cùng Hồng Lăng cũng đồng dạng lộ ra chấn kinh biểu tình, đương nhiên, hai người hết tất cả đều là diễn trò, hư, đừng nói tam giai hạt bụi, coi như là tứ giai hóa hình kỳ yêu thú xuất hiện tại mặt trước, hai người cũng sẽ không có việc sợ hãi. Bốn người trong, phản nhưng thật ra kia Sở Tuyên Nhân biểu hiện nhất tùy ý, người này thân phận đặc thù tại thấp giai trong hàng đệ tử hẳn là xem như một kiến thức trọng rãi nhân vật. Đi theo cái kia đạo đồng, xuyên qua không ít đình bàn lầu cát, đủ tìm một nén hương công phu, rốt cục, một gian tỉnh thất xuất hiện tại mi mắt trúng. Lâm Hiên lặng yên phóng ra xuất thần thức, bay nhanh hướng bên trong đảo qua mà qua, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ kinh nghi, ngẩng đầu, nhưng lại vừa lúc phát hiện hồng lăng tiên tử nhìn lại đây, hiển nhiên, nàng cũng phát hiện rồi không ổn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 704 Chương 704 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đệ nhị quyển đạo tiên thảo Đệ tam quyển U Châu Loạn thứ 687 chương liệt viêm thần quân Lâm Hiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ sống lưng cốt toát ra, đó là to gan lớn mật hồng lăng, đôi mắt để ở chỗ sâu, mơ hồ cũng toát ra sợ hãi ý. Trong phòng trừ ra cổ trường phong, còn có một nguyên anh kỳ lão quái vật. Hơn nữa là, hậu kỳ đại tu tiên giả. Tục ngữ nói không làm giảm bớt tâm sự, không sợ quỷ gõ cửa, nhưng Lâm Hiên cùng Hồng Lăng lẫn vào phái này, nhưng cũng là có thêm chính mình ý định. Giờ phút này tự nhiên là có chút lo sợ bất an. Sợ viện đồ bị đối phương đánh vỡ, nếu không hậu kỳ đại tu sĩ tới nơi này làm cái gì hơn nữa hết lần này tới lần khác tuyển cổ trường phong tiếp thấy chính mình giờ khắc này thời cơ nắm chắc không khỏi cũng quá khéo léo rồi chẳng lẽ cái này căn bản là là một bẫy rập âm mưu lâm hiên trong đầu chuyển qua chư bàn ý niệm trong đầu cảm giác miệng khô lưỡi khô tâm đập bịch bịch đã hồi lâu không có loại này chặt mở cảm giác rồi nên làm cái gì bây giờ xoay người rời đi Lâm Hiên lắc đầu cấp không rồi, mặc dù hắn chưa bao giờ gặp qua hậu kỳ đại tu sĩ ra tay, nhưng điển tịch trung miêu tả nhưng rất nhiều ngoài thần thông quả thực khả dụng kinh thiên động địa đến hình dung, lấy chính mình hôm nay tu vi, có thể chạy đi có thể tính chất cực kỳ bé nhỏ. Thôi, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, dù sao cũng tới rồi tình trạng này, không bằng đánh cuộc một keo, có lẽ, đối phương cũng không phải vì chính mình tới. Như vậy nói, đào tẩu ngược lại thành nhất ngốc lựa chọn lâm hiên tự cố mục đích bản thân nghĩ tới đến bây giờ hắn vừa len lén đánh giá rồi liếc mắt một cái hồng lăng tiên tử nữ tử này trong mắt dị sắc đã thối lui khôi phục rồi bình tĩnh thông dong hiển nhiên cùng chính mình ý định không sai biệt lắm lâm hiên trong lòng có chút hoang đường chính mình cùng hồng lăng là địch không phải hữu nhưng ngay lúc này nhưng lại đồng bệnh tương liên giả như viện đồ thật bị đánh vỡ nói không chừng còn phải liên thủ ngăn địch đương nhiên loại tình huống này tốt nhất không nên xuất hiện khởi bẩm sư tổ bốn vị sư thúc đã tới rồi để cho bọn họ tiến vào phòng môn không gió tự khai một trọng mở đại điện ánh đập vào mắt liêm ước có trăm trượng hơn phương viên bố trí được tươi mát tố nhã bên trong bồn hoa các loại các dạng kỳ hoa mà ở bốn phía trên vách tường hoàng lại dắt có cổ sắc cổ thơm chữ bức tranh tại đại sảnh cuối có một cái hỏa ngọc giường vài cái bồ đoạn đặt ở ngoài trên. Trung gian vị trí trên, ngồi một áo xám lão giả, tướng mạo bình thường, ban đầu vừa nhìn, hào tầm thường, xong lần nữa cẩn thận quan sát, nhưng lại phát hiện hắn khí thế rất không, thần quan nội liễm, lôi âm nhi cùng sở tuyên nhân có lẽ nhìn không ra cái gì nhưng lâm hiên cùng hồng lăng tiên tử nhưng lại trong lòng rung động, người này thần thông đã đạt tới rồi phản phát quy chân tình trạng, quả nhiên là nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả. Mà ở hỏa ngọc giường bên cạnh, hoàng lại đứng một vị bốn mươi mấy tuổi trung niên nam tử, ba lũ râu dài, tiên phong đạo cốt, đúng là hỏa vân phong phong chủ, cổ trường phong rồi. Lấy sư tổ tôn quý thân phận, cư nhiên ở một bên thúc thủ đứng, vẻ mặt cung kính, cái này dung mạo bình phàm lão giả đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mặc kệ là thật thất kinh, hay là thuần túy giả bộ đi ra, lâm hiên bọn bốn người rất có ăn ý mở rộng miệng, tự hồ ngay cả hành lễ cũng quên thẳng đến cổ trường phong một tiếng ho nhẹ bốn nhân tài như ở trong mộng mới tỉnh đại lễ thăm viếng đồ tôn đồ nhi gặp qua sư tổ sư phụ thôi cổ trường phong khoát tay chặn lại nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa còn không mau thăm viếng môn chủ môn chủ lâm hiên cùng hồng lăng là trong lòng biết rõ ràng lôi âm nhi cùng sở tuyên nhân thì thất kinh mặc dù bọn họ cũng là tam đại đệ tử trung giáo giáo người nhưng bổn môn đệ nhất cao thủ nhưng cũng là vô duyên nhìn thấy đừng nói bọn họ rồi đó là kết đan kỳ các vị sư thúc bá tám chín phần cũng không có gặp qua vị này lão tổ tông dù sao tựu lại nhân giới mà nói ly hợp kỳ tu sĩ con tồn nằm ở truyền thuyết không gian có hay không người nào cũng không có gặp qua mà nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cơ hồ chính là vô địch tồn ở tại số lượng ít đến cực điểm liệt viêm thần quân chính là trong đó một người cái hắn tục gia tên đã sớm quên rồi từ thành vi liệt dương môn đứng đầu sau khi mọi người hay dùng này ngoại hiệu cung kính xưng hô tham kiến môn chủ bốn người cùng nhau quỳ xuống dập đầu đương nhiên lâm hiên cùng hồng lăng tiên tử tự nhiên là buồn bực không thôi mặc dù khẩn trương nhưng cũng không nhịn được âm thầm mắng rồi vài câu đứng lên đi vị này liệt viêm thần quân tính cách nghiêm khắc bất quá đối với môn trung mấy vị tiểu bối hay là dường như tùy theo cùng các ngươi không cần khẩn trương, môn chủ hôm nay ngày qua Vân Phong làm khách, vừa mới nghe nói ta muốn tiếp thấy các ngươi mấy người cái, nhất thời tò mò, cũng tự lại cùng nhau xem xem, môn chủ tu vi thông thiên, nếu có thể hơi làm đề cập điểm, tự là các ngươi thật lớn phúc duyên cả đời cũng chịu dùng vô cùng. Cổ trường Phong sờ sờ chòm râu, mỉm cười giải thích rồi vài câu, cái này bốn gã hiền đệ tử cũng rõ ràng khẩn trương qua thầm rồi chút, một bộ đứng thẳng không yên bộ dáng. Là bốn người lần nữa không người hành lễ. Mà liệt viêm thần quân đã phóng ra xuất thần thức, tại bọn họ bốn thân thể trên nhất nhất đảo qua, Lâm Hiên trong lòng giật mình, lại có loại một thiết đều bị nhìn thấu cảm giác, trong lòng đại kinh, thu xếp như lâm đại địch, bình khí ngưng tức, mặc vận cửu thiên huyền công trung bí pháp, đem đan điền khí hải vững vàng thủ hộ, vô luận như thế nào, cũng không có thể bị đối phương nhìn ra sơ hở, nếu không tự lại xong hết rồi. Ngắn ngủn mấy giây, nhưng cấp Lâm Hiên cảm giác, nhưng lại như cùng người đại chiến rồi một hồi dường như, trên trán tràn đầy mồ hôi giọt, hảo tại những người khác biểu tình cũng là như thế. Cuối cùng nhai trôi qua. Vị này đại tu sĩ thu hồi thần thức, cũng không có phát hiện cái gì không ổn, Lâm Hiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm hô may mắn không đã. Mà hồng lăng tiên tử đồng dạng không có lộ ra cái gì sơ hở, cái này ngã làm cho Lâm Hiên hướng nữ tử này quát một tương nhìn hắn cũng không biết năm đó hồng lăng viện tu luyện công pháp, vốn là có được cực kỳ kinh người ẩn giấu thần thông, nếu không nữ tử này lần nữa gan lớn bao thiên, cũng tuyệt không dám đánh lén ly hợp kỳ sư bá, hơn nữa hoàng lại thiếu chút nữa đắc thủ. Muốn nói giấu giếm được liệt viêm thần quân dò xét, nàng ngã so với lâm hiên hơn dễ dàng một điểm. Đương nhiên, hai người đều không biết đối phương công pháp huyền diệu, tại bội phục đồng thời, cũng càng tăng thêm rồi một tầng kiên kỵ tâm lý. Không sai, cái này bốn người đệ tử đều có chỗ bất phàm, lão phu bế quan trăm năm hơn, sư đệ cái này hỏa vân phong ngã thật thêm một ít thú vị vãng bối. liệt viêm thần quân quay đầu lại, trên mặt tràn đầy tán thành. sư huynh nói đùa, cái này vài người đệ tử cố nhiên không sai, nhưng như thế nào có thể cùng sư huynh nhất mạch mấy người cái cao đồ so sánh với? cổ trường phong thu xếp khiêm tốn rồi vài câu. a à a, à, sư đệ ngươi cần gì phải kiểu vân vê tạo làm? tới lúc lão phu đã có thể nghe nói. Liệt dương thần quân tâm tình không sai, mỉm cười mở miệng rồi. Tỷ như vị này lôi âm nhi cô nương, bước vào tiên đạo bất quá mười tái mà thôi, đã trúc cơ thành công, như thế tốc độ, so với lão phu năm đó, cơ hồ cũng không thua kém bao nhiêu rồi. Cái này không tính cái gì, tiên đạo một đường, càng đến phía sau lại càng khó nhiều lên trời, phía trước nhanh chút, nói rõ không được vấn đề trước kia cũng có như vậy đệ tử, lúc đầu kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại sau khi lực không đủ, cuối cùng ngay cả kết đan cũng không có thành công. Sư đệ lời này vừa là nghĩ một đằng nói một nẻo, cái này lôi âm nhi dùng là thánh linh căn có được người, kết đan là không thành vấn đề đương nhiên, ngừng kết nguyên anh muốn khó nhiều lắm, nhưng chỉ muốn hảo hảo bồi dưỡng, mấy trăm năm sau, chưa chắc không có hy vọng, còn là có một chút dường như kỳ quái, ta xem nàng trong cơ thể hồn lực, so với thường nhân tự hồ muốn lực yếu một ít, đây là ra cái sao vấn đề liệt viêm thần quân sờ sờ chòm râu, thanh âm có chút chần chờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 705 Chương 705 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đệ tứ quyển thất tinh đạo thứ 688 chương đại đạo hữu tình, sư huynh quả nhiên ánh mắt như đuốc, ta cái này tiểu đồ trời sinh so với thường ít người rồi một phách. Cổ trường phong mỉm cười mở miệng rồi. À, chỉ có tam hồn sáu phách, tuy nhiên còn có thể đạp thượng tiên độ, xem tới đây nữ nhưng thật ra có khác một phen cơ duyên rồi. Liệt viêm thần quân gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ không hiểu. Đúng vậy. Cổ trường phong trên mặt tràn đầy tươi cười, đem lâm hiên nhập môn trải qua nhất nhất nói ra. Liệt viêm thần quân nghe xong, từ chối cho ý kiến, Lâm Hiên cũng thở vào nhẹ nhõm, hắn nhưng không nghĩ khiến cho cái này hậu kỳ lão quái vật chú ý. Nếu không đối phương thật sự cẩn thận kiểm tra, chính mình có thể hay không lừa gạt hỗn quá khứ, hay là hai nói chuyện. Không sai, cái này bốn gã đệ tử đều có thể lấy chỗ, nếu gặp lão phu, ừm, mấy thứ này tự lại ban cho ngươi các được rồi. Liệt Viêm thần quân tay áo bào phất một cái, linh quang hiện lên, vài món linh khí ánh vào mi mắt làm nhất môn chi chủ, vừa là hậu kỳ đại tu sĩ, ra tay tất nhiên là bất phàm, cái này vài món linh khí, đều xuất phát từ danh gia thủ bút, hơn nữa bên trong hoàng lại phong ấn có khí linh. Kể từ đó, mặc dù không thể cùng pháp bảo so sánh với, nhưng như vậy tại cực phẩm linh khí bên trong, cũng có thể có thể nói đứng đầu. Lâm Hiên cùng Hồng Lăng tiên tử tự nhiên không để vào mắt, nhưng mặt khác hai người nhưng lại nửa mừng nửa lo, đại lễ bái tạ ơn sau đó một chọn người rồi nhất kiện thu hồi. Được rồi, ta cùng với cổ sư đệ còn có việc muốn nói, các ngươi tán đi thôi. Là. Bốn người không lưng hành lễ, sau đó tất cung tất kính lui đi ra ngoài. Lôi âm nhi cùng sở tuyên nhân cũng đầy mặt mừng rỡ, có thể hữu duyên thấy trên hậu kỳ đại tu sĩ một mặt, đối với hai người bọn họ mà nói, quả thực nằm mơ ngói di chuyển đầu óc. Lâm Hiên không phải không nghĩ qua nghe lén, nhưng hắn hoàng lại là có tự biết mình mặc dù chính mình thần thức viễn siêu cùng giai tu sĩ nhưng tại hậu kỳ đại tu sĩ mặt trước chơi đùa tiểu thông minh không thể nghi ngờ muốn chết lâm hiên mới sẽ không đi khô cái loại này việc ngu người thông minh sẽ không tại không có nắm chắc dưới tình huống phức tạp nửa canh giờ sau này lâm hiên về tới chính mình động phủ cùng mới vừa rồi bất đồng giờ phút này hắn trên mặt trời u ám thiếu gia nên làm cái gì bây giờ bạch quan chợt lóe nguyệt nhi xuất hiện ở tại mặt trước tiểu nha đầu biểu tình cũng rất trầm trọng đầy mặt lo lắng mở miệng lâm hiên im lặng nói thật giờ phút này tâm tình của hắn cũng mười phần trầm trọng không nghĩ tới một lần bình thường cận thấy cuối cùng lại làm cho ngoài ý muốn cuốn quyết hồng lăng cũng tự lại thôi lấy chính mình hôm nay thần thông tu vi như vậy vẫn như cũ không bằng nữ tử này nhưng là không cần vô cùng đam tâm huống chi đối phương ẩn giấu tu vi lẻn vào nơi đây đồng dạng có chưa nhiều cố kỵ tin tưởng nàng là sẽ không săn bậy nhưng cái này đột nhiên xuất hiện đại tu sĩ tự lại rất kẻ khác khó hiểu hôm nay đã phát sinh hết thảy đến tột cùng chỉ là trùng hợp hay là liệt viêm thần quân cố ý an bài nếu như là người trước tự nhiên không cần lo lắng cái gì nhưng ngày nghĩ là người sau chính mình tình cảnh đã có thể phi thường không ổn rồi lấy lâm hiên cẩn tiểu thần vi tính cách đối mặt loại này nguy hiểm phức tạp tình cảnh giả như có khác lựa chọn khẳng định sớm tự lại vỗ vỗ cái mông bằng cách nhanh tốc độ đi bước đi, song hôm nay ngừng kết nguyên anh là đệ nhất muốn vụ, vì kỳ lân hỏa mạch, hắn nhưng không muốn dễ dàng rời đi. Tục ngữ nói hảo, phú quý hiểm trung cầu, muốn tu vi càng tiến thêm một bước, tự lại không thể không mạo hiểm đánh cuộc một keo. Lâm Hiên cắn răng, âm thầm đem quyết định làm dưới. Theo sau hắn tại túi trữ vật vỗ một cái, lấy ra hai bộ bậy trận khí cụ đến, đem động phủ ngoại cấm chế vừa tăng mạnh rồi một lần mặc dù không thể nói cố nếu kim thang. Nhưng cho dù đối mặt nguyên anh kỵ lão quái cũng có thể tạo được một điểm trì hoãn hiệu quả. Đương nhiên, chính mình thân ở đầm rồng hang hổ trong, làm như vậy tám chín phần cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng luôn trò chuyện thắng nhiều không có. Nói đơn giản, chính là cầu người cái tâm an thôi. Bất quá lâm hiên rốt cuộc không phải bình thường người tu tiên, cũng không có hứng thú đem chính mình mạng nhỏ giao cho người khác trong tay. Kế tiếp mấy ngày, hắn mặc dù giống nhau thường lui tới, biểu hiện ra nhìn không ra nửa điểm khác thường, nhưng vụn trộm, nhưng lại không có khi không khác không đề cập tới cao cảnh giác, sợ hơi buông lỏng trễ đã được liệt dương môn người đánh lén. Cũng may đây đều là kỹ người ưu thiên mà thôi, đảo mắt ba tháng quá khứ, cuộc sống bình tĩnh như trước không có sống, nửa điểm khác thường cũng không có. Lâm Hiên Tâm cũng rốt cuộc chậm rãi phóng ra xuống rồi giả như đối phương thật muốn động thủ không cần phải trì hoãn lâu như vậy xem ra lần trước đại tu sĩ đến chỗ này thật đúng là trùng hợp mà không phải xem thấu chính mình cái gì cái này một kiếp xem như tránh được lâm hiên làm chuyện nhưng lại càng phát ra cẩn thận đấy cả ngày trong thâm cư thiển ra trừ ra hoàn thành lôi rung trời giao phó nhiệm vụ cơ hồ cũng không cùng ngoại giới nhiều làm tiếp xúc hôm nay buổi sáng lâm hiên đang ở động bên trong phủ luyện khí ngồi xuống đột nhiên mày khẽ nhíu một đạo thanh hồng từ trên người phát ra từ bên ngoài bay tới một đạo truyền âm phù đem thần thức chìm vào một lát sau đem kia phù biến thành bột phấn trên mặt biểu tình nhưng lại bắt đầu biến hóa không ngừng thiếu gia làm sao vậy nguyệt nhi chính thị lập ở bên cạnh thấy cảnh này không nhịn được xen miệng tương tuân hồng lăng tiên tử ước ta một tụ lâm hiên biểu tình đã khôi phục rồi bình tĩnh thông dong chậm rãi mở miệng cái gì chính là kiên nguyên anh trung kỳ nữ người tu tiên nhiều ngày như vậy trôi qua nàng cùng chúng ta nước giếng không phạm hà thủy bây giờ đột nhiên ước thiếu gia làm cái gì nguyệt nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu mười phần khó hiểu mở miệng ta ở đâu rõ ràng bất quá nàng bây giờ ước ta mới là trong dự liệu lần trước cùng liệt viêm thần quân gặp lại nói vậy vị này tiên tử cũng trong lòng không yên thâm cư thiển ra hồi lâu lâm hiên sở liệu không sai hồng lăng lẫn vào hỏa vân phong tự nhiên là có điều đồ, lần trước nhìn thấy liệt dương môn chủ, khá vậy hù dọa được không nhẹ, sợ âm mưu bại lộ, tự nhiên không dám đỉnh gió cùng Lâm Hiên gặp mặt rồi, cho tới hôm nay, mới lặng yên phát ra rồi truyền âm phù. Khi thiếu gia ngươi muốn đi sao? Hồng lăng tiên tử thần thông, làm cho Nguyệt Nhi ấn tượng khắc sâu, không có thể như vậy bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể sánh bằng. Bình tâm mà nói, ta nhưng không nghĩ trêu chọc vị này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, nhưng đối phương nếu phát đến rồi truyền âm phụ, ta vừa không thể vỗ vỗ cái mông bước đi, tục ngữ nói, tránh được mùng một, trốn không được mười lăm, người nói ứng với không nên đi đây. Nguyệt Nhi thở dài, chuyện này quả thật hung hiểm làm khó rồi chút, cũng may thiếu gia tu vi mạnh mẽ hơn nhiều. Thiếu gia, không có vấn đề gì, mặc kệ là núi đao biển lửa, Nguyệt Nhi cũng nguyện ý cùng ngươi. Mỹ nhân như ngọc, lời này càng lại ẩn chứa rồi sâu nặng tình ý, lâm hiên cũng không phải mọc đầu nhân như thế nào không biết trong lòng cảm kích dưới nhìn về phía tiểu nha đầu biểu tình vừa tự bất đồng nguyên vốn có chút khẩn trương hào khí lúc này đột nhiên nhiều ra vài phần kiều diễm hai người cũng không nói gì loại này chuyện nguyên bổn cũng không cần dùng cái gì nói năng đến biểu đạt cái gì là sinh tử gắn bó tự lại ẩn chứa tại bình thản lời nói trong đều nói đại đạo vô tình người tu tiên muốn học được khống chế chính mình tâm tình Lâm Hiên bình thường làm việc đối địch, cũng quả thật mặt lạnh tâm tàn nhẫn, nhưng đối đãi có những người này, hắn cũng chí tình chí nghĩa. Tiên đạo gian nan, may là luôn luôn người bạn tại chính mình bên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 706 Chương 706 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đệ tứ quyển thất tinh đảo thứ 689 chương linh áp giao phong rất nhanh mặt trời xuống núi, một đạo tầm thường kinh hồng, lặng yên rời đi hỏa vân phong. Độn quan bên trong là một mặt mạo bình thường thiếu niên, không cần phải nói đúng là lâm hiên. Lấy hắn hôm nay tu vi, đối phương vừa không có phòng bị, muốn lặng yên rời đi, tự nhiên là dễ dàng chuyện. Nói đến cũng khéo, lôi chấn thiên hôm qua mới vừa mới bố trí rồi luyện đang nhiệm vụ, hơn nữa là có chút gian nan cái loại này, dựa theo bình thường tình huống, như vậy hết thảy thuận lợi, đang thành ít nhất cũng muốn hơn tháng, thay lời khác nói, trong khoảng thời gian này, sẽ không có người đến đây quấy rầy, Lâm Hiên tạm thời rời đi, tuyệt đối không cần lo lắng khiến cho người hữu tâm chú ý. Giờ phút này hắn khống chế như trước là bình thường độn quan, tốc độ mặc dù không thể nói chậm như con ốc sên, nhưng cũng không có chút nào thu hút để mắc tới chi chỗ, hai cái thời thần sau này mới rốt cục trời đi liệt dương sơn mạch phạm vây quanh. Độn quan vừa chậm, Lâm Hiên tại giữa không trung ngừng lại, phóng ra xuất thần thức cảm ứng một chút bốn phía, phương viên kể ra trong mười dặm cũng không có người tu tiên, hắn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tay áo bào phất một cái, đem dưới chân phi kiếm linh khí thu hồi, tiếp theo cả người thanh mang nổi lên, lấy so với vừa mới nhanh mấy chục lần tốc độ hướng phía trước bỏ chạy. Lâm Hiên cái này một toàn lực thi triển, nhất thời có lướt nhanh như gió, kể ra cái thời thần sau này, hắn đã độn ra mười mấy ngàn dặm xa, rốt cục quan hoa thu liễm xuống, tại mỗi ngồi hoang trên núi hàng rơi xuống. Này sơn cận có ngàn trượng hơn cao, hào tầm thường, vị trí vị trí cũng có chút hẻo lánh, phương viên ngàn dặm trong vòng, chưa từng có người tu tiên tung tích. Lâm Hiên mười phần hài lòng, từ trong lòng lấy ra một cái truyền âm phụ, dụng thần thức đem chính mình vị trí vị trí khắc vào trong đó, sau đó tay áo bào rung lên, này phụ nhất thời hóa thành một đạo hỏa long, biến mất ở tại không trung. Thiếu gia, ngươi làm như vậy hồng lăng tiên tử nàng sẽ đến sao nguyệt nhi có chút lo lắng nói nguyên bổn gặp mặt địa điểm song phương đã thương định được rồi lâm hiên bây giờ lại đột nhiên làm ra như vậy hủy ước cử động nàng sẽ đến lâm hiên khóe miệng có chút nhếch lên tràn ngập tự tin nói tục ngữ nói hảo bình bất yếm trá đáp ứng phó ước kia là bởi vì vi không chỗ nhưng trốn nhưng chính mình ít nhất muốn nghĩ biện pháp nắm giữ một ít chủ động lâm hiên vừa nói một bên từ trong lòng móc ra vài can trận kỳ quen thuộc bắt đầu bố trí đương nhiên hắn nhưng không nghĩ qua đối phó hồng lăng tiên tử ý tứ làm như vậy chỉ bất quá là vi chính mình ở lâu một cái đường lui lâm hiên làm chuyện luôn luôn thích đoạt chiếm tiên cơ chỉ cần có thể đạt tới mục đích như vậy vô lại một ít vừa có cái gì quan hệ người tốt không dài mạng tai họa di ngàn năm muốn tại tu tiên giới sinh tồn sẽ học được hèn hạ vô sĩ Cùng lúc đó, cự cách nơi này kể ra ngàn dặm xa mổ ngồi sơn lĩnh, nhất tuyệt sắc nữ tử chính ở trên hư không trung khoanh chân mà ngồi, xinh đẹp khuôn mặt trên nhưng lại mơ hồ toát ra không nhìn được vẻ. Khoảng cách song phương ước định thời gian đã đủ trôi qua hai cái thời thần lâu, nhưng kia giảo hoặc tiểu tử nhưng lại bóng dáng toàn bộ không có. Chẳng lẽ hắn là tiêu khiển chính mình, sau khi đồng ý rồi lại không dám tới rồi? Không. Sẽ không, hắn nếu lựa chọn ở lại hỏa vân phong, trong lòng tựu lại ứng với minh bạch khẳng định tránh không khỏi, chơi đùa như vậy kỹ hai không có nửa điểm chỗ tốt. Kia tại sao? Hồng Lăng chính khó hiểu nghĩ tới, đột nhiên một đạo hỏa quan tiếng nhập mi mắt, là truyền âm phù. Nàng vương ngọc thủ, nhẹ nhàng nhất chiêu, kia phù tựu lại rơi vào rồi lòng bàn tay. Dụng thần thức đọc xong sau này, vị này xinh đẹp nữ tu sĩ trên mặt lộ ra khinh miệt tươi cười. Tạm thời thay đổi gặp mặt mà điểm, hư, cư nhiên chơi đùa như vậy xiết, cùng lắm thì thiết dưới bảy rập cấm chế, tưởng rằng bổn cô nương lại để vào mắt. Tục ngữ nói hảo, kẻ tài cao gan cũng lớn, lấy hồng lăng thần thông, tự nhiên sẽ không đem chính là kết đan kỳ người tu tiên phóng ra tại trong mắt, hóa thành chói mắt kinh hồng, hướng truyền âm phụ trung miêu tả địa điểm đi. Về phần lâm hiên, đem trận pháp bố trí xong sau này, ngay tại đỉnh núi khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức khôi phục khởi pháp lực đến rồi, mặc dù theo hắn suy đoán, nữ tử này đem chính mình ước đi ra, ngã không nhất định lại động thủ, nhưng phòng ngự người chi tâm không thể không có lâm hiên tự nhiên muốn bảo trì tốt nhất trạng thái rồi. Đảo mắt trôi qua kể ra bữa cơm công phu, lâm hiên chậm rãi mở hai tròng mắt, ngẩng đầu, nhìn phía mổ không có một bóng người chỗ. Tiên tử nếu đã tới, vừa ẩn giấu không ra, lấy của ngươi thần thông, đáng sẽ không không phạm muốn đánh lén lâm mổ đi. Gì, ngươi cư nhiên có thể khám phá ta hành tung cả kinh nhà thanh âm truyền vào cái lỗ tai, tiếp theo kia cái địa phương hồng quan chật lóe, một vị xinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ đã ánh vào mi mắt. Kinh người linh áp cũng phô thiên cái địa mà đến. Lâm Hiên khóe miệng vừa không khỏi lộ ra cười khổ vẻ, vừa mới vừa thấy mặt, đối phương đã nghĩ cấp cho chính mình một người cái xuống ngựa uy rồi. Mặc dù không biết nàng có cái gì chủ ý, nhưng Lâm Hiên tự nhiên không có đứng kề bên có đạo lý, vì vậy cũng không lần nữa đè ức chính mình khí tức trong cơ thể pháp lực hơi vận chuyển, một cổ kinh người khí thế lợi dụng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khoách tán. Âm. Hai người cũng không có thật sự động thủ, nhưng linh áp đã tại giữa không trung giằng co. Nhất thời một cổ dày đặc giống như sao đầu tử bàn thanh âm tại giữa không trung truyền đến, bùm bùm bạo vang không ngừng. Lâm Hiên thân hình thoáng một cái, song phương linh áp cơ hộ là vừa vừa tiếp xúc, hắn tự lại chỗ ở tại Hạ Phong, dù sao trước mắt vị này nữ tử, tu vi muốn xa so với hắn cao nhiều, chính là nguyên anh trung kỳ người tu tiên. Không địch lại là rất tự nhiên. Lâm Hiên trên mặt cũng không có hoảng loạn vẻ, ngược lại là hồng lăng tiên tử kinh ngạc hợp không nhiễu miệng, bình tâm mà nói, nàng cũng không có nghĩ tới đem Lâm Hiên tiễn trừ, ra tay mục đích gần là kinh hắn một cái hạ mã uy thôi. Dù sao cái này mở hoạt tiểu tử từng từ chính mình trong tay chạy thoát, muốn cho hắn minh bạch kia bất quá là chỉ do may mắn thôi chỉ có làm cho tiểu tử này xem rõ ràng song phương thực lực cự đại chênh lệch trong chốc lát đàm phán mới có thể thuận lợi vô cùng ý định nguyên bổn không sai nhưng sự thật nhưng lại làm cho hồng lăng tiên tử sợ ngay người đối phương mặc dù ở vào hạ phong nhưng phòng thủ phi thường chu đáo huống chi hắn viện thích thả ra linh áp căn bản là không là kết đan kỳ tu sĩ có khả năng có được chẳng lẽ tiểu tử này đã tiến dai rồi không có khả năng lúc này mới bao lâu nguyên anh nào có dễ dàng như vậy ngưng kết thành công. Hồng lăng tiên tử đôi mi thanh tú khẽ nhíu, đem linh áp thu đã trở về, nếu không đạt được dự kỳ hiệu quả, nàng cũng không có ý định lần nữa làm vô dụng công. Tiên tử xin mời rồi. Lâm Hiên khóe miệng vừa lộ ra vẻ tươi cười, ông quyền hành lễ, tự như vừa mới hoàn toàn không có phát sinh cái gì không thoải mái chuyện. Hồng lăng tiên tử thì phóng ra xuất thần thức, bay nhanh tại Lâm Hiên trên người đảo qua, nàng tu vi kiến thức, tự nhiên viễn siêu kia chút thấp giai tiểu tu sĩ, rõ ràng nhìn ra Lâm Hiên không phải nguyên anh kỳ, nhưng cảnh giới, hiển nhiên vừa so với bình thường kết đang đỉnh phong tu sĩ cao hơn một mảng lớn. Cái này là chuyện gì xảy ra? Dựa theo tu sĩ cảnh giới phân cấp, đột phá kết đang kỳ đỉnh phong không nên ngưng kết nguyên anh sao, nhưng trước mắt cái này giảo hoạt tiểu tử. Cũng khó trách hồng lăng mê hoặc, nàng mặc dù là Ngọc Huyền Tông trưởng lão, kiến thức rộng rãi, nhưng mà anh quyết, xuất từ U Châu Cổ Tu, nàng tự nhiên là không có nghe nói qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 707 Chương 707 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đệ tứ quyển thất tinh đạo thứ 690 chương hổ có điều cố kỵ mặc dù nghi hoặc, nhưng nữ tử này thân là thường sĩ ẩn tu, tâm cơ tự nhiên thâm trầm vô cùng khuôn mặt trên nhìn không ra chút nào kinh dị ngược lại khẽ cười một tiếng mở miệng rồi a à a à, từ biệt bất quá kể ra tái mà thôi nghĩ không ra lâm đạo hữu tu vi đã tinh tiến đến như thế trình độ thật sự là thật đáng mừng tiên tử khách khí rồi tại hạ tư chất ngu độn bất quá cơ duyên xảo hợp lâm hiên chấp tay đồng dạng đầy mặt xuân phong nếu không biết hai người gian ân oán gút mắt này tình này cảnh ngã thật như là lão hữu gặp lại cơ duyên xảo hợp bực này bày từ hồng lăng tự nhiên không tha trong lòng hơi do dự nhìn chầm chằm lâm hiên đôi mắt một chữ khựng lại mở miệng bất quá tại hạ xem đạo hữu cảnh giới có chút đặc thù cũng không giống chính thức ngưng kết rồi nguyên anh khá lắm lâm hiên trong lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần bội phục đối phương chút nào không có hư cùng ủy xà mà là trực tiếp tự lại thiết vào trọng điểm hỏi được như thế rõ ràng đem chính mình đánh ngựa hổ mắt đường sống cũng cấp phá hỏng rồi biểu hiện ra bất động thanh sắc lâm hiên trong đầu cũng đã chuyển qua vô số ý niệm trong đầu lúc này khí thế trên tuyệt không thể thua nếu không hơi một yếu thế tự lại có khả năng cấp đối phương lấy ảo giác mà không tới vạn bất đắc dĩ là lâm hiên nhưng không nghĩ cùng nữ tử này động thủ mặc dù không nhất định thất bại nhưng thắng mặt cũng cơ hồ không có mấu chốt là bất luận ai thắng ai thua chính mình cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt cân nhắc lợi hại sau này, Lâm Hiên trên mặt lộ ra tà ý tươi cười. Tiên tử ánh mắt như đuốc, Lâm mộ quả thật không phải nguyên anh kỳ người tu tiên. Vậy ngươi? Mặc dù trong lòng có viện hoài nghi, nhưng đối phương như thế thẳng thắn thành khẩn, ngược lại làm cho hồng lăng tiên tử cảm thấy giới cụ, nạn có thể đủ xem đi ra, đối phương là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Không dối gạt tiên tử, tại hạ tu luyện công pháp có chút đặc thù, ân khả dụng khác ít hề kính đến hình dung hôm nay mặc dù còn không có có ngưng kết nguyên anh thành công nhưng tin tưởng ta thần thông cũng không thua nhiều bình thường nguyên anh sơ kỳ người tu tiên từ bước vào tiên đạo tới nay lâm hiên nhưng là khó được đối địch nhân nói ra như thế nói thật đương nhiên miêu tả cũng rất mơ hồ như vậy càng dễ dàng làm cho đối phương có điều cố kỵ hồng lăng đồng dạng giảo hoạt đến cực điểm cũng không phải không nghĩ qua lâm hiên là đang hư trương thanh thế nhưng bất luận thấy thế nào cũng cảm giác được hắn là một bộ không có sợ hãi bộ dáng trong lòng nói thầm nhưng khẽ cười một tiếng mở miệng rồi à cái này ngã thật sự có chút ngạc nhiên chẳng lẽ là hồng lăng quá mức cô lậu quả nghe thấy chút ta như thế nào không có nghe nói kết đan kỳ tu sĩ có thể dùng lực nguyên anh lão quái nữ tử này rốt cuộc chưa từ bỏ ý định không nhìn được xuất ngôn chăm chọc rồi một câu nếu đối phương là đang nói dối bao nhiêu lại lộ ra một tia sơ hở A, à, tiên tử không tin, chẳng lẽ nghĩ muốn muốn đồng thủ cùng tại hạ nếm thử một phen không được. Lâm Hiên nhìn chầm chầm hồng lăng hai tròng mắt, chút nào không có yếu thế ý. Đạo hữu nói đùa, ta ước ngươi ở đây gặp mặt, chính là có việc muốn bàn bạc, nhưng cũng không phải muốn cùng đạo hữu trở mặt. Hồng lăng hơi do dự, không biết vì sao, nàng từ Lâm Hiên trên người cảm giác được một cổ kỳ quái khí tức. Ân, rất không dễ chọc, cấp chính mình nguy hiểm trình độ, không thể thắng được nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bởi vậy tính toán, song phương di chuyển khởi tay đến, chính mình chiến thắng có lẽ không khó, nhưng như muốn lưu lại, hoặc là diệt sát, thì rõ ràng không sự thật. Đã như thế, Hoàng lại xin mời tiên tử phân phó, nếu như là tại hạ có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Lâm Hiên khoát tay chặn lại mười phần hào sản nói. Ân, đạo hữu có thể như thế thông tình đạt lý, tự nhiên không thể tốt hơn, Hồng Lăng cũng hy vọng hóa can qua viên ngọc bạch, giao rồi các hạ cái này vị bằng hữu. Hồng Lăng thần sắc vừa chậm, môi anh đạo hé mở nôn rơi chữ câu. Nói vậy ta lai lịch, đạo hữu cũng là có biết một hai. Không sai, tiên tử là Ngọc Huyền Tông cổ tu, cơ duyên xảo hợp, sống mấy trăm vạn nhiều năm. Nghe xong lời này, Hồng Lăng tiên tử khóe miệng vừa lộ ra một tia chua xót tươi cười, chính mình chính là Nguyên Anh bị đóng băng, tri giác toàn bộ không có, cái loại này trạng thái, như thế nào có thể đạm được với sống đây, đương nhiên, cái đó chi tiết, nàng cũng không cần phải hướng Lâm Hiên nói, ngươi biết nói là tốt rồi, đạo hữu từng tiến vào ta phái tàn bảo các. Ân, ừ, đừng gì đó ta cũng không tìm ngươi tác muốn rồi, bất quá bổn phái trưởng môn lệnh phù, hoàng lại xin mời đạo hữu trả lại cho ta. Trưởng môn lệnh phù Lâm Hiên trên mặt lộ ra nghi hoặc Không sai, chính là một ngọc bội mà thôi Một mặt có khắc điểu thú trùng ngư mặt khác một mặt khác có thường cổ văn tự. Hồng lăng tiên tử mặt ngoài bình tĩnh không có sống, nhưng lâm hiên nhưng là lão gian cự hoạt nhân vật, hoàng lại là từ nạn đôi mắt ở chỗ sâu, bắt tới rồi vẽ kích động. Kia cũng không phải bình thường trưởng môn lệnh phù, nếu không Ngọc Huyền Tông đã sớm hôi phi yên diệt rồi, đối phương cần gì phải lao lực tâm cơ, muốn từ chính mình trong tay cướp đoạt trở về. Lâm Hiên phản ứng linh mẫn vô cùng, trong nháy mắt tự lại nghĩ tới nơi này. Đã như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng giao ra đi. Tiên tử, ngươi nói cái này đồ vật, tại hạ không có gặp qua. Lâm Hiên đầy mặt mờ mịt mở miệng rồi. Hồng Lăng nghe xong, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lâm Đạo Hữu, ngươi vừa mới nhưng là đem dễ nghe nói ở phía trước rồi, hôm nay rồi lại thị khẩu phủ nhận, thật làm bổn tiên tử hảo khi sao. Tiên tử nói như vậy tự lại không đúng rồi, tại hạ là thật không có gặp qua, lừa ngươi làm gì, huống chi ngươi vừa như thế nào biết, tại xuống tay trung, tự lại nhất định có ngươi muốn trưởng môn nhân lệnh phù. Lâm Hiên đầy mặt vô tội, tự như thật sự lừa gạt bị thiên đại oan khuất dường như. Ta! Hồng Lăng trương liễu trương cái miệng nhỏ, muốn nói chứng cớ, nàng hoàng lại thật sự không có, bất quá đồ vật kia, tám chín phần mười là đang tiểu tử này trong tay. Nguyên bổn tưởng rằng dựa vào chính mình tu vi, đối phương chỉ có trái lại giao ra, vậy mà nói kể ra tái không gặp, đối phương cảnh giới đã nay không phải tích so với. Mà tu tiên giới, nói chính là thực lực. Không có nắm chắc đem đối phương chế trụ, cái này chuyện tự nhiên tự lại không dễ làm rồi. Đương nhiên, kia bảo bối nàng là tuyệt sẽ không buông tha. Lâm đạo hữu, chân nhân mặt trước không nói láo, tệ phái trưởng môn nhân lệnh phù, ta khuyên ngươi hay là hoàng lại ta đi, kia cũng không phải cái gì rất giỏi bảo vật, đối với Hồng Lăng mà nói, là cố nhân vật, cho nên mới không thể không tác quay về, các hạ nếu là cảm giác được thiệt thòi, ta có thể bồi thường đạo hữu một hai. Hồng lăng sửa lại một chút sợi tóc, chứng cớ tràn ngập rồi thành khẩn ý. Đáng tiếc Lâm Hiên nghe không vào. Đơn giản là là cố nhân vật, cho nên không thể không tác quay về. Thật làm chính mình là ban đầu ra mau lư tiểu thái điểu rồi. Mặc dù đến trước mắt mới thôi, Lâm Hiên cũng không biết kiên ngọc bội đến tột cùng có là dụng ý gì độ, nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối là bất phạm chi vật. Không có hắn, cái này vì trưởng môn lệnh phù, cùng chính mình tại khê dược giảng trung lấy được ngọc bội giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả hoa văn đồ án cũng không có nửa điểm bất đồng, quan điểm này cũng rất kẻ khác hoài nghi rồi. Cứ việc Lâm Hiên nghiên cứu qua nhiều lần, cũng không có cái gì kết quả, nhưng hắn cũng sẽ không ngây ngốc giao ra, càng huống chi hồng lăng tiên tử muốn cái gì chương thái độ, tự lại càng làm cho Lâm Hiên khẳng định chính mình đoán là, đáng tiếc lấy chính mình hôm nay tu vi, hoàng lại đánh không thắng cái này xinh đẹp nữ tử, nếu không Lâm Hiên không ngại buộc nàng chính miệng thổ lộ, hoặc là dùng sư hồn phương pháp đến dò xét tìm cái này ngọc bội bí mật rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 708 Chương 708 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com đệ nhị quyển đạo tiên thảo. Đệ tam quyển U Châu Loạn thứ 691 chương trở mặt nghĩ như vậy, Lâm Hiên trên mặt nhưng lại tràn đầy thành khẩn vẻ. Tiên tử, tại hạ có thể chuyện tuyệt không chối từ, nhưng kiên ngọc bội, thật sự không có ở đây ta cái này. Ngươi! Hồng lăng xinh đẹp khuôn mặt trên, hiện ra một tầng lợi khí, thanh âm càng lại băng hàng đến tận xương tủy. Xem ra đạo hữu là không muốn ý hóa can qua viên ngọc bạch, mà muốn buộc hồng Lăng động thủ rồi hư uy hiếp ta lâm hiên nhíu mày nếu như có thể lựa chọn hắn đương nhiên không nghĩ cùng trước mắt nữ tu giao ác nhưng làm cho hắn giao ra bảo vật tới là không có khả năng đối phương vừa muốn xé rách ngoài mặt lâm hiên cũng vạn không có thoái nhượng thiên tự lại đạo lý nếu không còn tưởng rằng chính mình mềm yếu nhưng khi ta khuyên tiên tử suy tính cẩn thận rồi sau đó hành lâm mổ trong tay là thật không có bảo vật ngươi làm như vậy là mạnh muốn cùng ta là địch. Lâm Hiên biểu tình cũng đồng dạng âm trầm rồi đi xuống. Hảo, đã như vậy, Hồng Lăng ngã yếu lĩnh giáo một chút, xem một chút đạo hữu công pháp, có hay không thật có ngươi khoác lác như vậy thần kỳ Hồng Lăng nói tới đây, tay áo bào phất một cái, nương theo phấn hồng sắc hương vụ, quan mang mãnh liệt từ thơm trong tay áo chảy xuống ra. Khi quan hào tầm thường, tại sương mù trung như ẩn như hiện, nhưng mau lại dĩ cực đâm hướng về phía Lâm Hiên nữ tử này quả nhiên bất phàm, sát phạt quyết định, nói trở mặt tựu lại trở mặt. Song Lâm Hiên cũng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vương tay đến, tại túi trữ vật vỗ một cái, một mặt cái tác lớn nhỏ thuẫn bài đã bị hắn tế lên. Âm phong thảm thảm, này thuẫn phản phất thông linh, xoay tròn trắng chủ nhân mặt trước. Quan mang mãnh liệt như điện, sau một khắc, đã hung hăng đánh lên rồi thuẫn bài, Lâm Hiên trên người linh lực cuồng hiện, nhưng đem cái này công kích vững vàng tiếp xuống. Hừ. Hồng lăng thanh âm truyền vào trong tai, nhưng lại mơ hồ bạn có thất vọng thở dài, cái này một kích nàng mặc dù không có kiệt đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường kết đăng kỳ tu sĩ có thể kế tiếp, đối phương thật không có hư trương thanh thế. Hắn tu vi quả thật có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Có chút khó giải quyết rồi. Bất quá như sao vậy muốn đoạt lại bảo vật. Hồng lăng thơm tay áo phất một cái, đã xem đâm linh hoàng tế ra, mặc dù có chút phiền phức, nhưng nếu là chính mình bất kể đại giới, cũng không mới không thể đem cái này khả ác tiểu tử diệt sát. Lâm Hiên cùng người tranh đấu kinh nghiệm sao phong phú, từ nay về sau nữ sắc mặt, đã nhìn ra việc này không thể thiện rồi. Lúc này động thủ, nhưng không phải hạ mã uy cái gì, mà là... Người chết ta sống. Xem ra kia ngọc bội giá trị so với chính mình tưởng tượng còn muốn trọng nhiều, nếu không hồng lăng sẽ không như thế chăn kế hậu quả. Lâm Hiên trong lòng ngũ vị tạp trần, có thể nói là hỷ ưu tham nữa a. À. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện lại cho tới như thế tình trạng, hoàng lại dường như mình đã để lại đường lui. Lâm Hiên tay trái vừa lộn, trong lòng bàn tay đã nhiều ra một cái vòng tròn bàn, một đạo pháp quyết đánh vào mặt trên, cả núi rừng đột nhiên ầm ầm long run rung rẩy lên. Ma vụ tràn ngập, cả thiên không tự lại phản phất muốn sụp đổ. Khả ác thay đổi gặp mặt địa điểm, ngươi quả nhiên là muốn vui đùa âm mưu. Hồng Lăng Thanh Âm vừa sợ vừa giận, cứ việc nàng lúc trước cũng ngờ tới loại kết quả này, bất quá Lâm Hiên tu vi đại tăng sau này, tình thế nhưng là cùng lúc ban đầu dự tính hoàn toàn bất đồng. Hôm nay thân hãm trận pháp trong, sẽ cùng đối phương đánh nhau chết sống, tình thế nhưng là hướng chính mình phi thường bất lợi rồi. Bất quá khí về khí, Hồng Lăng cũng cũng không úy kỵ, nàng là to gan lớn mật nữ tử, nếu không lúc đầu vừa làm sao dám đánh lén ly hợp kỳ tu sĩ. Hư lạnh một tiếng lúc sau, một cái đàn khẩu, từ trong miệng phun ra vài hạt đậu phụ lớn nhỏ bảo châu. Lòe lòe sáng lên, nhan sắc các không giống với. Đi. Hồng lăng trùng cái đó tiểu châu một điểm chỉ, vô số linh lực phong cầm giữ tập trung, lấy tiểu châu làm trung tâm, quay tròn xoay tròn không ngừng. Vài đạo đường kính trượng hứa gió lốc trống rỗng dựng lên, thành thế kinh người dĩ cực. Hư, muốn bị xua tan ta ma vụ, si tâm vọng tưởng thôi. Lâm Hiên khóe miệng có chút nhếch lên, mơ hồ toát ra một tia cười nhạt, vị này hồng lăng tiên tử thủ đoạn, tự hồ cũng không có gì đặc biệt. Song cái này ý niệm trong đầu còn không có chuyện hết, khoảnh khắc trong đó, phong vân đột biến. Hống. Từ kia cơn lốc trong, truyền đến kinh người dĩ cực trích gào, tiếp theo gió lốc tản ra, lộ ra mấy người cái mẫu hứa lớn nhỏ vân đoàn mỗi một người cái đều ngon ngoe muốn di chuyển, còn muốn có vật còn sống tồn nằm ở trong đó. Đây là cái gì? Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hơn nữa cổ quái chính là, trước mắt tràn cảnh, mơ hồ, hắn lại cảm giác được có chút nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Sau một chốc rồi lại nghĩ không ra rồi. Bất quá kia vân đoàn trung linh áp nhưng là không phải chuyện đùa, Lâm Hiên không dám bình thường mà nhìn chi. Mặc kệ như thế nào, trước biết rõ ràng hắn chân diện mục lại nói. Lâm Hiên tay áo bào phất một cái, một đạo pháp quyết đánh ra, ma vụ nhất thời xảy ra biến hóa, nguyên bổn là đen nhánh như mực, giờ phút này nhưng lại lộ ra huyết đỏ tươi, không ngừng trở mình dũng, hướng về trung gian áp súc, một đầu cao tới hai mươi mấy trượng lệ quỷ xuất hiện rồi. Lâm Hiên hài lòng gật đầu, từ khổ đại sư trong tay lấy được cái này bộ ngũ quỷ liệt hồn trận, xác thực có phi phạm chỗ, quy lực không sắc mặt xem nhẹ bởi vì không làm rõ được đối thủ hư thật, Lâm Hiên quyết định tiên phong di chuyển trận pháp trung cấm chế, kia quỷ nắm khởi cường tráng nắm tay, tàn nhẫn tàn nhẫn đập bể hướng bên cạnh thân hoàng sắc mây mù, mặc kệ bên trong là cái gì quái vật, cái này một kích đều phải trước đưa hắn cấp bắt được. 3. Phản phất trúng, giống như sấm trên bàn thanh âm truyền vào cái lỗ tai, không chỉ có không có nhìn thấy bên trong quái vật, kia vân đoàn thể tích nhưng lại thoáng cái khoách lớn, nguyên bổn chỉ có mẫu hứa bây giờ nhưng lại khoách lớn gấp 10 có thừa a à a à, chuông bạc bàn tiếng cười truyền vào cái lỗ tai khiến cho rồi lâm hiên chú ý quay đầu lại hồng lăng tiên tử tiếu sinh sinh nâng lơ lửng ở hắn bên trái trăm trường hơn chỗ đầy mặt đắc ý tươi cười lâm đạo hữu ngươi phá không được ta pháp thuật này không bằng đôi ta nắm tay giảng hòa chỉ cần ngươi đem bổn môn lệnh phù giao ra hồng lăng như trước nguyện làm bằng hữu của ngươi tiên tử hảo ý ta tâm lĩnh rồi bất quá đồ vật tại hạ quả thật không có, ngươi làm cho ta như thế nào giao? Lâm Hiên thở dài, biểu tình thành khẩn vô cùng. Chính mình cũng không phải ngu ngốc, vừa đã xé trách ngoài mặt, muốn dừng tay nào có dễ dàng như vậy, đối phương cái này bí thuật nhìn hùng người rồi chút, nhưng Lâm Hiên không tin chính mình thật sự phá không đi. Hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết, huống chi chính mình thủ đoạn cũng còn không có khu sử. Hồng Lăng nghe đến đó, biểu tình biến đổi, đối phương thái độ chi kiên quyết hoàn toàn không có thỏa hiệp đường sống kia cũng chỉ có xem ai thủ đoạn càng cao siêu một ít rồi người cái này là đang muốn chết mỹ nhân giận tái đi như trước phong tình vạn chủng song tay áo bào gian tự nhiên đi ra nhưng là tử vong hương vụ lâm hiên nhướng mày đem hồ thể linh quang mở ra ba âm bạch cốt thuẫn vừa bày ra một tầng che đậy sau đó hắn lúc này mới tâm tình một khoảng hướng phía trước nhìn lại khi vân đoàn khoách lớn đến mười mấy mẫu sau khi, rốt cục không lần nữa trướng, lợi quỷ thể tích cùng hắn so sánh với đã không đáng giá nhắc tới, một quyền một quyền hối tiếc đi xuống trừ ra ba ba không ngừng, tự hồ cái gì tác dụng cũng không dậy nổi. Lâm Hiên biểu tình dần dần âm trầm rồi đi xuống, như vậy có thể không làm được, song thủ một kết quyết, khi lệ quỷ chung quanh huyết vụ vừa xảy ra biến hóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 709 Chương 709 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghĩ như vậy chứ, Lâm Hiên trên mặt lại tràn đầy thành khẩn vẻ. Tiên tử, tại hạ làm được chuyện tình tuyệt không chối từ, khả ngọc bội kia, thật sự không có ở đây ta đây. Ngươi Hồng Lăng xinh đẹp mặt mũi thượng, hiện ra một tầng lợi khí, thanh âm càng băng hàng đến tận xương tủy. Xem ra đạo hữu thì không muốn biến chiến tranh thành hòa bình, mà tưởng buộc Hồng Lăng động thủ. Hừ, uy hiếp ta. Lâm Hiên nhíu mày, nếu như có thể lựa chọn, hắn đương nhiên không muốn cùng trước mắt nữ tu trở mặt, nhưng nhượng hắn giao ra bảo vật tới là không có khả năng, đối phương ký muốn xé trách gia, Lâm Hiên cũng vạn không có thoái nhượng nhân nhượng đạo lý, nếu không còn tưởng rằng chính mình nhuyễn nhược khả khi. Ta khuyên tiên tử nghĩ lại rồi sau đó được, Lâm mổ trong tay là thật không có bảo vật ngươi làm như vậy thì ngành muốn cùng ta là địch. Lâm Hiên vẽ cũng đồng dạng âm trầm xuống. Hảo, đã như vậy, Hồng Lăng cũng mấu chốt giáo một cái, nhìn đạo hữu công pháp, có hay không thật có người khoác lác như vậy thần kỳ. Hồng Lăng nói tới đây, tay áo bào phất một cái, nương theo trứ phấn hồng sắc hương vụ, nhất lũ lệ mang từ hương trong tay áo chảy xuống ra. Nọ, nà, quan chút nào không ra gì, tại trong sương mù như ẩn như hiện nhưng mau lại dĩ cực đâm tới hướng về phía Lâm Hiên. Nàng này cũng bất phàm, sát phạt quyết đoán, thuyết trở mặt liền trở mặt. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng cũng không có cảm thấy ngoại ý muốn. Vương tay đến, tài trữ vật đại, túi, thượng vỗ, một mặt cái tác lớn nhỏ tấm trắng đã bị hắn tế lên. Âm phong thảm thảm, này thuẫn phản phất thông linh một loại, xoay tròn trứ trắng chủ nhân trước mặt. Lệ mang như điện, sau một khắc, đã, trải qua, hung hăng đụng vào tấm chắn lâm hiên trên người linh lực chật hiện nhưng đem này công kích vững vàng tiếp xuống hư hồng lăng thanh âm truyền vào trong tai, lại mơ hồ bạn có thất vọng thở dài này một kích người mặc dù không có kiệt đem hết toàn lực nhưng cũng không phải bình thường ngưng đan kỳ tu sĩ có thể kế tiếp đối phương thật không có phô trương thanh thế tu vi của hắn xác thật có thể so với nguyên anh lúc đầu tu sĩ có chút khó giải quyết bất quá như thế nào cũng muốn đoạt lại bảo vật. Hồng Lăng hương tay áo phất một cái, đã xem đâm tới linh hoàng tế xuất ra, mặc dù có chút phiền phức, nhưng nếu thì chính mình bất kể đại giới, cũng không bắt đầu không thể đem ghê tẩm kia tiểu tử diệt xác. Lâm Hiên cùng người tranh đấu kinh nghiệm hạng phong phú, từ đó nữ sắc mặt đã nhìn ra chuyện này không thể thiện. Lần động thủ cũng phải là ra oai phủ đầu cái gì, mà là người chết ta sống xem ra ngọc bội kia giá trị so với chính mình tưởng tượng còn muốn trọng đa nếu không hồng lăng sẽ không như thế chăn kế hậu quả lâm hiên trong lòng ngũ vị tạp trần có thể nói là vui ưu nửa nọ nửa kia a hắn cũng không nghĩ tới chuyện hội cho tới như thế tình trạng hoàn hảo chính mình đã trải qua để lại đường lui lâm hiên tay trái vừa lộn lòng bàn tay trong đã xuất ra một cái người viên bàn nhất đạo pháp quyết đánh vào mặt trên cả núi rừng đột nhiên ầm vang to lớn rung rẩy nổi lên. Ma vụ tràn ngập, cả bầu trời liền phản phất muốn sụp đổ một loại. Ghê tởm, thay đổi gặp mặt địa điểm, ngươi cũng là muốn muốn đùa giỡn âm mưu. Hồng lăng thanh âm vừa sợ vừa giận, mặc dù người lúc trước cũng ngờ tới loại kết quả này, bất quá lâm hiên tu vi tăng nhiều sau này, tình thế chính là cùng lúc ban đầu dự tính hoàn toàn bất đồng. Hôm nay thân sông vào trận địa pháp trong, sẽ cùng đối phương đánh nhau chết sống, tình thế chính là đối với chính mình phi thường bất lợi. Bất quá khí quy khí, Hồng Lăng cũng tịnh không úy kỵ, người là to gan lớn mật nữ tử, nếu không ban đầu lại làm sao dám đánh lén ly hợp kỳ tu sĩ. Hư lạnh một tiếng sau khi, một cái hơi thở mùi đàn hương từ miệng, từ trong miệng phun ra vài lạp đậu phụ lớn nhỏ bảo châu. Lòe lòe phát quan, nhan sắc các không giống với. Tật. Hồng lăng trùng những. Này tiểu châu một điểm chỉ, vô số linh lực chen chút ngắm nhìn, dĩ tiểu châu là trung tâm, quay tròn xoay tròn cái, người, không ngừng. Vài đường kính trượng hứa toàn phong không có căn cứ dựng lên, thành thế kinh người dĩ cực. Hừ, tưởng bị xua tan của ta ma vụ, si tâm vọng tưởng thôi. Lâm Hiên khóe miệng có chút thượng kiều, mơ hồ toát ra một tia chê cười, vị này hồng lăng tiên tử thủ đoạn, tự hồ cũng không được tốt lắm. Tuy nhiên cái này ý nghĩ còn không chuyển hoàng, khoảng cách trong lúc đó thay đổi bất ngờ. Rống. Từ nọ, na, cơn lốc trong, truyền đến kinh người dĩ cực trích gào, tiếp theo toàn phong tản ra, lộ ra mấy cái, người, mẫu hứa lớn nhỏ vân đoàn. Mỗi một cái, người, tất cả trục trịch, còn muốn có vật còn sống tồn tại vu trong đó. Đây là cái gì? Lâm Hiên trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ, ngoài ra cổ quái chính là, trước mắt tràn cảnh, mơ hồ, hắn nhưng lại cảm giác được có chút nhìn quen mắt tự hồ ở nơi nào gặp qua. Tuy nhiên một chốc rồi lại nghĩ không ra. Bất quá nọ, nà, vân đoạn trung linh áp chính là không phải chuyện đùa, Lâm Hiên không dám bình thường mà thị. Mặc kệ như thế nào, trước biết rõ ràng hắn chân diện một nói nữa. Lâm Hiên tay áo bào phất một cái, nhất đạo pháp quyết đánh ra, ma vụ nhất thời xảy ra biến hóa, nguyên bổn thị đen nhánh như mực, giờ phút này lại lộ ra huyết một loại đỏ tươi, không ngừng cuồn cuồn, Hướng về trung gian áp suất một đầu cao gần nhị hơn 10 trượng lệ quỷ xuất hiện. Lâm Hiên vừa lòng gật đầu, từ khổ đại sư trong tay lại được nảy sáo, ngũ quỷ liệt hồn trận thật có phi phạm chỗ, quy lực bất dung xem nhẹ. Bởi vì không làm. Rõ được đối thủ hư thật, Lâm Hiên quyết định tiên phong động trận pháp trung cấm chế, nọ, nà, quỷ ác khởi cường tráng nắm tay, ngoan ngoan tạp hướng bên cạnh người màu vàng vân vụ, mặc kệ bên trong thị quái vật gì này một kích đều phải trước đưa cấp bắt được. Thình thịch. Phản phất trung, giống như sấm rền loại thanh âm truyền vào cái lỗ tai, không chỉ có không có nhìn thấy bên trong quái vật, nọ, na, vân đoàn thể tích lại lập tức mở rộng, nguyên bổn chỉ có mẫu hứa, hiện tại lại mở rộng thập bội có thừa. Ha ha, chuông bạc loại tiếng cười truyền vào cái lỗ tai, khiến cho Lâm Hiên chú ý, quay đầu lại, hồng lăng tiên tử tiếu xanh xanh treo nổi hắn bên trái hơn trăm trượng chỗ, mặt mày đắc ý nụ cười. Lâm đạo hữu, ngươi phá không được ta pháp thuật kia, không bằng đôi ta nắm tay giảng hòa, chỉ cần ngươi đem bổn môn lệnh phù giao ra, hồng lăng như trước nguyện làm bằng hữu của ngươi. Tiên tử thật là tốt ý lòng ta lĩnh, bất quá đồ tại hạ sát thật không có, ngươi nhượng ta như thế nào giao? Lâm Hiên thở dài, vẻ thành khẩn vô cùng. Chính mình cũng không phải ngu ngốc, ký đã xé rách ra, tưởng dừng tay nào có dễ dàng như vậy, đối phương cái này bí thuật nhìn hùng người chút, nhưng Lâm Hiên không tin chính mình thật sự phá không đi. Ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết, huống chi tay của mình đoạn giống nhau đều còn không khu xử. Hồng Lăng nghe đến đó, vẻ biến đổi, đối phương thái độ kiên quyết, hoàn toàn không có thỏa hiệp dư địa, nọ, na, cũng chỉ có xem ai thủ đoạn càng cao siêu một ít. Người đây là đang tìm tử. Mỹ nhân giận tái đi, như trước phong tình vạn chủng, tuy nhiên tay áo bào giang rơi hiện ra, cũng tử vong hương vụ lâm hiên nhướng mày đem hồ thể linh quang mở ra tam âm bạch cốt thuẫn lại bày ra một tầng bình tế sau đó hắn lúc này mới tâm tình vừa chậm hướng phía trước nhìn lại nọ na vân đoàn mở rộng đến thập dư mẫu sau khi rốt cục không hề nửa tăng lệ quỷ thể tích cùng hắn so sánh với đã trải qua không đáng giá nhắc tới một quyền một quyền hám đi xuống trừ ra thình thịt thanh không ngừng tựa hồ bất cứ gì tác dụng cũng không khởi lâm hiên vẽ dần dần âm trầm xuống như vậy không thể làm được, hai tay nhất kết quyết, nọ, na, lợi quỷ chung quanh huyết vụ lại xảy ra biến hóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 710 Chương 710 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đệ tứ quyển thất tinh đảo thứ 692 chương giống như đã từng quen biết bí thuật xuất hiện rồi hơn 10 bính hàng quan lòe lòe bạch cốt quỷ xoa. Đi. Lâm Hiên hướng về phía trận bàn một điểm chỉ, quỷ xoa nhất thời giống như mạnh mẽ cung mạnh thủy kẹp phong lôi xu thế, hung tận hướng về kia hoàng sắc vân đoàn toàn đâm. Về phần ác quỷ, cũng không yếu thế, mở ra bồn máu khoe khoang, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng phía vân đoàn một chỗ khác cắn dưới. Tiền hậu giáp kích không tin hoàng lại không thể đem cái này quỷ dị pháp thuật phá vỡ, song đang lúc này, một tiếng rung trời bàn rít gào vang lên, kia hoàng vụ khai mới trở mình dũng không ngừng, cùng phong thổi qua, bên trong quái vật hình dáng rốt cục hiện ra ra. Thể tích quả thực tự như núi nhỏ dường như, kia bốn chân giống như dơ lên trời cự trụ, bất quá nhất tỉnh mục đích hay là bắt bộ kia đen nhánh thấu phát sáng mạnh sát, mặt trên hoa văn huyền diệu cổ phát, tự lại phản phất thượng cổ hồng hoang vật. Lâm Hiên biểu tình thay đổi trận mắt há mồm nhìn trước mắt quái vật. Huyền Vũ Trong truyền thuyết linh địa giới thánh thú Nói như vậy Khác ba người cái vân đoàn trung Lâm Hiên mờ mịt chung quanh Chỗ đã thấy tình cảnh quả nhiên cùng chính mình trong lòng đoán là nhẹ nhẹ ăn khớp song hắn nhưng lại tình nguyện chính mình không có đoán trúng Bên trái là một mười trượng hơn dài Khí thế bức người thanh long Phía bên phải bạch hổ uy vũ hùng tráng trong đôi mắt thần quan lấp lánh, đã xem chính mình thân hình vững vàng khóa trụ. Về phần cuối cùng một đầu, còn lại là hỏa thuộc tính chu tước rồi. Tứ Thánh Thú Cho dù tại linh địa giới trong, cái này bốn cái tên cũng là xưng bá một phương yêu vật, trước mắt, đương nhiên không là bọn hắn chân thân rồi lâm hiên liệt rồi nhét miệng sừng, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Trước mắt tình cảnh rất quen thuộc rồi, chính mình từng ngộ gặp qua một lần, kia là đang luân hãm khu, cùng thái bạch kiếm tiên đấu pháp lúc, đối phương kiềm lư kỹ cùng, cuối cùng tự lại thi triển ra rồi cái này bộ pháp thuật, theo nói đúng không đầy đủ, nhưng cũng làm cho chính mình ăn không nhỏ đau khổ. Thật đúng là không có khéo léo không được thư, theo Lâm Hiên biết, này thần thông là Bích Vân Sơn bất truyền bí mật, cùng vị này xuất thân Vân Hải Hồng Lăng tiên tử đương nhiên không có nửa điểm quan hệ, chỉ có thể nói song phương bí pháp khác khúc đồng công thôi. Xui xẻo, chính mình như thế nào lại gặp hai lần? Lâm Hiên trong lòng phúc phỉ không thôi, làm như nguyên anh trung kỳ tu sĩ, do hồng lăng tiên tử thi triển cái này bộ bí pháp, quy lực cùng rất trắng kiếm tiên hoàn toàn không thể so sánh. Đối phương vừa ra tay, tự lại không lưu tình chút nào, hiển nhiên là muốn chính mình mạng. Lâm Hiên biểu tình âm trầm vô cùng, song khóe miệng vừa nhưng lại lộ vẻ lạnh nhạt ý cười, vươn tay đến, tại bên hông một hái, lòng bàn tay trong đã hơn nhiều một người cái túi tiền, đưa hắn tại bên người tế lên. Âm phong thảm thảm, thi khí tận trời, một người cao lớn thân ảnh ánh vào hồng lăng tiên tử mi mắt. Thân cao gần hai thước, dung mạo xấu xí vô cùng, cả người thi khí, khóe miệng vừa lộ ra bén nhọn răng nanh, hắn xuất hiện hoàn lại bạn không thua nhiều nguyên anh tu sĩ linh áp. Đây là cái gì? Thi ma. Không có khả năng, lấy của người tu vi, như thế nào có thể thao túng như thế đáng sợ quái vật. Hồng lăng tiên tử hoa dung thất sắc, không nhìn được che miệng kinh hô, trên mặt đắc ý sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như gần là Lâm Hiên một người nói, nàng hoàng lại một cách tự tin bắt, lần nữa gia tăng một người Nguyên Anh sơ kỳ thi ma thì có chút nâng rồi bất quá việc đã đến nước này, đương nhiên không có khả năng sẽ cùng đối phương giảng hòa, rất nhanh, hồng lăng tiên tử trên mặt, tự lại khôi phục rồi bình tĩnh tự sắc mặt vẻ. Ngọc Thủ Vương, khoanh trước ngực khẩu, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng lần nữa chậm rãi hướng phía trước điểm đi. Hống khi huyền vũ vung lên đầu, phát ra một tiếng rung trời bạn rít gào, cuối cùng từ nó trong miệng, phun ra một đạo màu trắng sữa cột sáng, cũng không tính rất thô, đường kính cũng tự lại trường hứa thôi. Xong nơi đi qua, tất cả ma vụ cũng như gặp đối đầu, bị quét sạch không còn, ác quỷ nguyên bổn muốn ngăn cản, nhưng lại bị dễ dàng xuyên phá trong ngực. Cái này cột sáng có phá ma hiệu quả. Lâm Hiên nhướng mày, mắt thấy cột sáng khoảng cách chính mình chỉ có mấy trường, hắn nhưng lại ngoài dự đoán mọi người đem tam âm bạch cốt thuẫn thu bắt đi cái này động tác làm cho hồng lăng tiên tử trừng lớn đôi mắt đẹp hoàn toàn không rõ hắn muốn làm cái gì thanh quan chợt lóe lâm hiên cả người mà khí nhất thời tiêu tan nặc không gặp thay thế chính là bảo tương trang nghiêm đầu vai run run một cái kim sắc phù triện chảy xuống tới rồi trưởng tâm lý mặt linh lực nhẹ xuất này phụ nhất thời không gió tự cháy lâm hiên bàn tay nhiều ra một đoàn kim sắc hỏa diễm khi hỏa chấp lên dưới, hóa làm một đạo kim sắc quan mạc, bạc như thiền cánh, hết lần này tới lần khác chói mắt dĩ cực. Sau một khắc, màu trắng sữa cột sáng quét ngang tới, hai đạo bất đồng nhan sắc linh lực đánh cùng một chỗ. Vô thanh vô tức, tiếp theo màu trắng sữa cột sáng tán đi, không có lâu đã thương lâm hiên một điểm mở ra. Ngươi! Hồng lăng tiên tử kinh nộ nảy ra, trên mặt càng ta vài phần không thể tin biểu tình, không có khả năng, Đối phương rõ ràng là ma đạo tu sĩ như thế nào vừa chuyển mặt vừa sử dụng khởi đạo gia bí pháp. Chính ma không liên quan, hắn là làm như thế nào đến. Lâm Hiên cũng sẽ không cấp đối phương tự hỏi thời gian, không chút do dự trùng thi ma phát xuất thần niệm, kia quái vật mở mở miệng, cùng cùng thi khí từ trong miệng phun mạnh ra, bên trong ẩn chứa kịch độc, trở mình dũng sát hướng về phía phía trước bốn đầu yêu thú. Nguyên anh kỳ luyện thi không phải chuyện đùa, trước mắt cũng không phải chính thức linh địa giới thánh thú tự nhiên không dám bày đại mảy mây, chu tước thủ làm ngoài trùng, chỉ thấy nó thân hình thoáng một cái, đã từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Người này, cư nhiên lại ẩn giấu thần thông. Nguyệt Nhi, kia quái vật, tự lại giao cho ngươi rồi. Quan hoa chợt lóe, một yếu điệu thiếu nữ xuất hiện ở tại mặt trước, Lâm Hiên đem trận bàn đệ tại nàng tim trong tay. Cấm chế hơn nửa thú hồn phiên Nguyệt Nhi như vậy không địch lại, tự bảo vệ mình hẳn là không có gì vấn đề là thiếu nữ mỉm cười trong tay ma phiên nhẹ lay động thân hình cũng nhanh chóng biến mất nàng cùng chu tước chơi đùa nổi lên chơi trốn kiếm chỉ bất quá ngay lúc này cái này trò chơi nhưng lại nguy hiểm vô cùng mà bên kia thi ma nương sức một mình cùng còn thừa tam đầu thánh thú hỏa hợp lại cùng một chỗ chỉ thấy bạch hổ chân trước vỗ kể ra mười đạo trảo ảnh tại giữa không trung quỷ dị hiện lên thi ma trên mặt thần sắc không thay đổi cường nhiên hào không sợ cụ phát tới rồi gần tiền trên người hắc khí chợt lóe đêm này trảo ảnh đẩy ra hơn phân nữa cho dù ngẫu nhiên có cá lọc lưới nguyên anh kỳ luyện thi thân thể cứng rắn không có so với nhiều nhất cho hắn tạo thành vết thương nhẹ mà thôi bất quá một người cái đối mặt từ lại tới tới rồi đối thủ mặt trước khoảng cách bạch hổ bất quá vài thước trung thì ma nha răng cười giơ tay lên cánh tay bùm bùm bạo tiếng vang trung hai con khô héo lợi trảo đột nhiên duỗi dài mười ngón bén nhọn giống như thiết câu bạch hổ thất kinh hồng lăng tiên tử viện thi triển bí pháp tự nhiên xa so với thái bạch kiếm tiên cường đại mặc dù cùng chính thức linh địa giới thánh thú không có vấn đề gì nhưng trước mắt bạch hổ bản thể cũng là mổ hóa hình kỳ yêu thú phân thần linh trí bao nhiêu hay là có một chút huống chi kia dày đặc thi khí cũng làm cho nó mơ hồ cảm giác đã có chút sợ hãi tránh né đã không kịp bạch hổ thân thể vừa chuyển chân trước mảnh dò xét hướng phía trước tự lại hình thể mà nói, hai người chênh lệch cách xa, làm cho người ta cảm giác tự như tỷ phù hối tiết thụ, song kết quả nhưng lại cùng tưởng tượng hoàn toàn không đồng, thì mà căn bản vô tình cùng bạch hổ mạnh chạm, chợt lóe lúc sau, tự lại từ tại chỗ biến mất. Phốc Huyết hoa bính bắn tung tóe, hắn móng vuốt, đã hung hăng cắm vào rồi bạch hổ cái trán bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video